chương 124, bảo vệ 24 phần 24. Một tuần sau đó, nhiếp nhiên lại bị giam lỏng, nhưng lúc này tâm tình của cô không thoải mái được như lần trước nữa. Vất vả lắm cô mới làm mình trở thành tâm phúc của về vi, cũng vừa mới tiếp nhận sổ sách chưa được bao lâu, nếu cứ thể bỏ ngang, sao cô có thể cam tâm được chứ? Cô nhìn người đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán đợi thêm 4, 5 ngày, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, sáng sớm sau khi làm vệ sinh xong cô đi ra phía của. Bảy ý quái là, những người này lại không ngăn cản cô nữa nhưng sau khi cô ra khỏi tiểu khu thì phát hiện ra, bọn họ đã thay một cách bảo vệ mới, đó là đi theo. Dù cô có đi tới đâu thì mười mấy người này cũng đi tới đó. Làm cho mọi người trong tiểu khu đều đưa mắt nhìn theo nhiếp nhiên đau đầu nói với đám người kia tôi đi làm, không phải các anh cũng định đi theo đấy chứ. Vệ sĩ đứng hàng đầu tiên cung kính đáp. Hoác nhị thiếu đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ cô 24 phần 24 giờ. Những lời này cô đã nghe suốt mấy hôm nay rồi nhất nhiên tỏ vẻ cạn lời cô chỉ đành phải dẫn theo đám người đó chậm rãi tiến vào trong công ty xét thấy trong công ty có các tài liệu cơ mật nên không được phép đi vào. Đám người kia đình lùi một bước để tiến hai bước đứng canh ngoài hành lang như thần canh cửa đám nhân viên tới muộn thấy một đám đàn ông đứng canh gác nghiêm túc trên hành lang thì còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì tới bàn làm việc của mình nhưng cũng không bắt tay vào làm ngay mà chụp đầu bàn tán xôn xao có chuyện gì thế vệ vi đi từ trong văn phòng của mình ra vô tình nhìn thấy đám vệ sĩ ở cửa thì hỏi nhiếp nhiên cười khổ xảy ra chút chuyện sau đó ngài hoắc sợ tôi xảy ra chuyện nên tìm người bảo vệ tôi vệ vi kinh ngạc trợn mắt trêu chọc ôi trời ơi đúng là hoắc nhị thiếu đã đặt cô lên đầu quả tim rồi khí thế này của cô nhìn còn hoành tráng hơn cả lưu tổng nữa đấy ha ha nhiếp nhiên cười khan mấy tiếng coi như đáp lại được rồi mau hoàn thành việc mấy hôm trước tôi giao cho cô đi văn phòng mới của cô ở ngay bên cạnh phòng tôi mọi sổ sách đều đã được chuyển vào trong kết sắt của cô rồi vệ vi thừa dịp người khác không chú ý tới âm thầm nói với nhiếp nhiên nhiếp nhiên vừa nghe thấy hai chữ sổ sách thì lập tức tỉnh táo lại nghiêm túc đáp, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý luôn đấy. Sau đó, cô vội vàng đi vào văn phòng của mình. Không thể không nói, vệ vi rất tâm lý với cấp dưới của mình, không nói đến chuyện đồ dùng làm việc được chuẩn bị đầy đủ, mà dưới cửa sổ còn đặt một chiếc ghế mềm để nằm nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đúng là một chỗ nghỉ chưa thật tốt. Việc đầu tiên cô làm là lôi toàn bộ sổ sách trong kết ra cẩn thận mở ra xem may mắn kiếp trước cô đã sắm vai đủ mọi kiểu người trong xã hội nên cũng đọc được những mục lục số liệu trong những sổ sách này thế nên với cô. Việc này cũng không được coi là quá sức đúng lúc cô đang đắm chìm trong danh mục cho vay và kế toán thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhất nhiên vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hoác Hoành đang đứng. Phía sau cửa kính mở cô vội vàng mở cửa còn chưa nói gì. Hoác Hoành đã hơi tỏ ý trách móc chẳng phải tôi đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi ít ngày hay sao, sao lại đi làm rồi. Công việc nhiều vô kể, không thể nghỉ được nữa, hơn nữa tôi cũng có làm sao đâu chứ. Nhiếp nhiên bối rối đứng ở cửa. Khẽ giải thích ánh mắt hoác hoành liếc nhanh về phía đống sổ sách và tài liệu chất cao như núi ở trên mặt bàn, hơi dùng một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vậy cô làm việc đi, đợi chút nữa xong việc. Tôi đón cô về. Nói xong, anh ta trượt bánh xe lăn, định đi về phía văn phòng của Lưu Trấn không cần đâu, ngài hoác. Đáng tiếc anh ta còn chưa kịp rời đi thì giọng của nhấp nhiên đã vang lên ở phía sau tôi tôi có thể tự đi về được. Giọng nói khe khẽ đó khiến cho xe lăn của anh ta phải dừng lại. Chương 125, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cô cảm thấy tốt nhất nên cắt đứt liên hệ với Hoác Hoành thì hơn. Ít nhất là phải làm cho anh ta không thể nào giam cầm mình được nữa. Hoác Hoành quay lại nhìn cô, nhíu mày tình hình của cô bây giờ. Tiệp nhiên lập tức cắt ngang lời anh ta có túm góc áo của mình. Dường như đã nghĩ ngợi rất kỹ mới lấy được hết dũng khí nói ra, "Ngài Hoắc, tôi cảm thấy." "Không có anh, à, ý của tôi là bản thân tôi như thế này, hẳn là sẽ không đụng chạm vào ai đâu, cho nên tôi cảm thấy." "Tôi là một người tốt, những vệ sĩ kia dùng để bảo vệ ngài Hoắc thì hay hơn. Một mình tôi vẫn ổn." Lời của cô vô cùng hoảng loạn, nghe có vẻ hơn nhọc nhằn nhưng dường như huốc hoành lại nghe ra ý tứ sâu xa gì trong những lời cô nói cô gái nhỏ này lại có âm mưu gì nữa đây anh ta vòng xe lăn trở lại vẻ mặt không thay đổi khóe môi hơi nhếch lên rốt cuộc là cô muốn nói gì cô cứ nói thẳng ra nhiếp nhiên nhìn anh ta cuối cùng nuốt nước bọt lắp bắp nói chúng ta tốt nhất đừng thể này ồ thế này là thế nào độ cong của khóe miệng anh ta lớn hơn một chút thì là đưa đón bảo vệ nấu cơm gì đó dù sao tôi và ngài hoắc cũng không có quan hệ gì cả nhiếp nhiên gục đầu xuống bàn tay túm chặt góc áo đáy mắt hoắc hoành chấp động ý cười anh ta chiêu đùa cho nên giờ cô đang đòi hỏi tội danh phận đúng không nhiếp nhiên vừa nghe thấy anh ta hiểu lầm thì lập tức nói không không phải ý tôi là sau này đừng gặp nhau nữa khoảnh khắc này nụ cười của hoắc hoành vụt tắt lại là lạt mềm buộc chặt ư anh ta nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chợt lạnh, Diệp Lan. Cô có biết trò chơi này nếu mà chơi đến mức quá đáng thì sẽ không còn thú vị nữa không? Không hiểu sao khi nhấp nhiên nghe thấy anh ta nói tới hai chữ trò chơi. Cô thoáng có cảm giác giọng điệu và ánh mắt của anh ta không giống như lúc bình thường. Đầu óc cô đột nhiên nặng nề nhấp nhiên cố gắng bình tầm lại, thẳng thắn lắc đầu, không phải. Từ đầu tới cuối cô đều không có ý gì với Hoác Hoành, nên cũng sẽ không có kiểu như anh ta vừa nói sao người này lại tự mình đa tình thế chứ không khí trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng một hồi lâu sau hoác hoành lại nói giọng điệu trầm thấp tôi có thể biết lý do không nhiếp nhiên lập tức nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn tôi trở thành con tin bị thương nằm trên bàn giải phẫu nhìn thấy anh rút xuống giữa đường dọa dẫm đám lưu manh Giờ lại bởi vì tôi bắn súng nên bị anh cho người bảo vệ 24 phần 24 giờ, những chuyện này không giống với cuộc sống suốt 17 năm qua của tôi, tôi không thích những ngày như thế, rất không thích. Cô nhìn hoác Hoành dường như không có phản ứng gì. Tưởng anh ta sẽ nổi giận nên ra vẻ sợ hãi rụt cổ vào. "Xin, tôi chỉ muốn, chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia, tuy rằng bình thản nhưng không hề có lo lắng hay sợ hãi gì." "Giả, dạ, là giả, dạ, cô đang đóng kịch thôi, cô đang nói dối." trong đầu hoác hoành xuất hiện vô số lời tự nhắc nhở nói rằng những gì cô đang nói với anh ta chỉ là đóng kịch là nói dối anh ta cực kỳ rõ ràng cô gái chân trần cầm thanh dao găm lạnh lùng sắc bén ở trong phòng chứa đồ ngày ấy trong mắt cô tràn ngập sự sắc bén và sát ý nhưng mà những lời nhắc nhở ấy lại âm thầm sụp đổ một mảng khi nhìn thấy trong đáy mắt cô có một tầng hơi nước mỏng manh Lòng lanh chậm rãi dâng lên từ lúc mới gặp cho tới bây giờ chỉ qua mấy tháng, anh ta đã cài đặt vô số vật cản, bẫy, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng chưa từng thấy hốc mắt cô ướt át như thế này bao giờ trong cơn hoảng hốt như một cái chớp mắt. Hoác hoành như cảm nhận được trái tim mình có rút giống như cô thật sự chỉ là một thiếu nữ vô tội trong thế giới ồn ào mạnh mẽ này, chỉ vì anh ta mà bị kéo vào hoàn cảnh tràn ngập khói thuốc súng và giết chóc ngày đó, tình cảnh ở trong phòng chứa đồ lúc đó giống như chỉ là một giấc mơ của anh ta mà thôi. Chương 126, hai người xa lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn còn đang đối diện với nhau. Nhìn nhiếp nhiên, cổ họng hoắc hoành cứng đờ ánh mắt nặng nề, im lặng tới nửa ngày mới mở miệng nói, nếu đây là mong muốn của cô tôi đồng ý với cô. Ánh mắt của người đối diện lập tức hơi sáng bừng lên, có thật không? Chỉ ba chữ này đã để lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu được nhưng sự khoái trá ấy lại làm cho trái tim. Hoác hoành lạnh lẽo thêm ba phần ánh mắt anh ta nhìn chầm chầm vào nhiếp nhiên không chấp ra lệnh cho người ở phía sau lưng, a hồ, bảo mọi người rút đi. Nhưng các cổ đông a à, hồ trần trừ hỏi một câu nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của hoác hoành anh ta vội vàng nuốt vội những lời nói phía sau vào bụng gật đầu vâng hoác hoành lại cười với nhiếp nhiên cô yên tâm đi sẽ không có ai tới quấy giày cô nữa đâu sau khi nói xong anh ta điều khiển xe lăn đi ra ngoài chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một câu cảm ơn hai tiếng ấy như gõ mạnh vào lòng anh ta làm cho tay anh ta hơi dừng lại một chút bẩy tôi hẳn nên nói lời xin lỗi cô kéo một người vô tội như cô vào trận phân tranh này. Bây giờ tôi trả lại sự bình yên cho cô. Sau đó, Hoác Hoành cũng không quay đầu nữa, để A Hồ đẩy mình vào trong văn phòng của Lưu Trấn cánh cửa văn phòng chậm rãi đóng lại. Nhếp nhiên nín thở hồi lâu mới chậm rãi thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng xong một việc, có điều câu cuối cùng Hoác Hoành nói trước kia rời đi, không hiểu sao lại làm cõi lòng cô hơi run rẩy có phải cô diễn kịch quá nhập tâm nên xuất hiện di chứng không nhỉ nhiếp nhiên bình tâm lại rồi tiếp tục ngồi xuống xem sổ sách. Nhưng sự im lặng kéo dài không được bao lâu thì chợt nghe thấy trong phòng Lưu Trấn truyền ra tiếng rầm thật lớn. Bởi vì văn phòng của Lưu Trấn ở trung tâm, cách khu vực làm việc của nhân viên bình thường một hành lang dài, mà phòng làm việc của thư ký chính vì lý do công việc nên rất gần văn phòng của Lưu Trấn. Nếu bên trong có âm thanh gì lớn thì có thể mơ hồ nghe được một chút vốn dĩ nhiếp nhiên chỉ là nhân viên bình thường, nhưng hôm nay lại chuyển sang khu vực này nên mới có thể nghe thấy tiếng quát lớn ở trong văn phòng của Lưu Trần. Tôi không đồng ý, lúc trước đâu có nói là 45%, giờ cậu lại muốn đè thấp xuống sao? Những cái này đều do các anh em dùng mạng để đổi lấy đấy. Câu sau đã cố ý bị đè thấp rồi nhưng vẫn bị nhiếp nhiên nghe thấy không sót chữ nào. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Hoác hoành được A Hồ đẩy đi về phía thang máy, thậm chí lúc đi ngang qua văn phòng của nhiếp nhiên còn chẳng nhìn vào lấy một cái giống như chính anh ta đã nói, trả lại cho cô sự yên bình. Không gặp lại nữa. Vệ vi cũng theo đó đi vào văn phòng của cô, hỏi, đã xem hết sổ sách chưa? Rồi, tôi đã xem hết, cũng đã nhập hết số liệu vào bất động sản Mạc Hưng rồi. Nhiếp nhiên nghiêm túc đưa toàn bộ sổ sách qua. Vệ vi thấy cô không hề tò mò về động tỉnh vừa mới xảy ra thì có thêm mấy phần thầm khen ngợi không tò mò không nóng nảy an phận làm đúng phận sự của mình là một người kế nhiệm tốt thực ra sao nhiếp nhiên có thể không tò mò không nóng nảy chứ chỉ là cô đã nghe hết những lời nói bên trong đó rồi cũng nắm được đại khái nội dung rồi còn đâu hẳn là hoắc hoành đã đè thấp giá làm cho lưu trấn tức giận xem ra vụ làm ăn bị trì hoãn lại một lần nữa được khởi động lại rồi nhiếp nhiên thầm tính toán trong lòng cảm thấy chỉ cần chỗ lệ xuyên lâm có tin tức là bản thân có thể lập tức ra tay rồi chương 127, bí mật liên lạc. Giữa trưa, nhiếp nhín bỏ sổ sách vào trong két bảo hiểm, khóa kết lại rồi mới đi xuống nhà ăn ở tầng dưới cô vừa mới vào nhà ăn ở tầng 10 đã nghe thấy ở trong có âm thanh ồn ào. Dù sao đã bận bịu suốt cả buổi sáng, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nói chuyện thoải mái mà thôi. Nhếp nhiến tới nơi lấy cơm, lựa chọn mấy món, sau đó bung khay cơm đi tìm một chỗ chống đũa của cô đây đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện ở bên cạnh cô trong tay còn cầm một đôi đũa nhiếp nhiên bình thản nhìn anh ta sau đó rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra cười tôi đã có rồi cảm ơn người nọ gật đầu xoay người rời đi bày hiếp nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi thậm chí còn không được coi là nhạc đệm căn bản chẳng đáng để lưu tâm lại qua một tuần nữa cảnh tượng vẫn như thế vẫn là lời nói ấy nhưng kết quả lại khác đũa của cô đây một đôi đũa được một phụ bếp đưa ra nhiếp nhiên nhìn người đó gật đầu nhận lấy cảm ơn sau đó tránh ra hai người không nói với nhau quá mười chữ nhưng hai lần hành động giống nhau này lại chứng tỏ một lần từ chối một lần tiếp nhận tín hiệu của người truyền tin đây là thống nhất của cô và lệ xuyên lâm bởi vì cô từng bị mất điện thoại nên cô không dám tin tưởng dùng nữa luôn để điện thoại lại ở trong căn phòng chưa bao giờ dùng tới là phòng ngủ cô dứt khoát đổi thành ám hiệu liên lạc tuy rằng cách thức có hơi cũ nhưng còn tốt chẳng so với việc bị nghe lén mà sở dĩ lần trước cô từ chối là vì cô vừa mới kết thúc xong với hoác hoành tuy rằng đúng là hoác hoành đã dẫn người đi nhưng con người đó luôn rất gian xảo còn đồng ý với cô quá mức quyết đoán nên trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho nên cô vẫn nín nhịn không hành động đợi ước chừng một tuần sau mới chấp nhận tín hiệu Trạng vạng 6 giờ tối, tan tầm, các nhân viên văn phòng đều rời khỏi tòa nhà, nhiếp nhiên cũng hòa vào dòng người đi về phía xe điện ngầm. Sau khi đổi xe mấy lần, gần như đã đi dạo hết thành phố A rồi, cô mới nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi, đi tới địa điểm hẹn gặp được chỉ định. Vào phòng chờ, Lệ Xuyên Lâm đã tới và đang chờ sẵn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô mặc đồ công sở, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xám bạc thì hỏi, sao thể có người theo dõi cô à? Ừm nhiếp nhiên đi tới bên cạnh anh ta, rót nước uống một ngụm. Đi tới được đây, cô vừa mệt lại vừa khát giờ tan tầm, người trong xe điện ngầm nhiều tới mức người có thể dán chặt được vào cửa xe bằng kính, cô lại đi mấy chặng liền. Quả thực mệt muốn chết còn mệt gấp mấy lần huấn luyện ấy chứ. Có chuyện gì vậy? Lệ xuyên lâm thầy cô chỉ ừ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa thì nhíu mày, giọng lạnh đi mấy phần, đừng có ẩm ờ ẩm ừ với tôi nữa. Nhiếp nhiên đặt cốc nước xuống, nhìn về phía anh ta anh nhận được tin tức chưa? Có hai cổ đông trong công ty của Hoắc Hoành bị thương. Đọc truyện tại web chuyên online. Còm lệ xuyên lâm không theo kịp suy nghĩ của cô, lắc đầu theo bản năng, tạm thời chưa nhận được nhưng mà sao cô biết? Nhếp nhiên nghịch cái cốc trên tay, đáp. Một người là do người trong nhà họ bắn, còn một người là do tôi bắn. Hai chữ cuối cùng kia y như giọt nước bắn lên chảo dầu sôi, khiến cho tâm thần lệ xuyên lâm chấn động. Cô nói cái gì? chương 128, mau chóng ra tay. Nhiếp nhiên thấy anh ta như thế liền giải thích thêm tôi không giết ông ta lúc đó hoác hoành ở bên cạnh yêu cầu tôi bắn chết ông ta. Tôi không muốn rước phiền phức vào người nên chỉ bắn vào ngực cấp cứu rồi là không có vấn đề gì nữa. Người này quả thực chẳng hợp nói đùa chút nào cả. Sau khi lệ xuyên lâm nghe cô nói vậy mới yên tâm, lại hỏi, sao anh ta lại yêu cầu cô bắn chết người kia? Nhiếp nhiên nhún vai vô vị, không biết lúc đó bọn họ cãi nhau ở trong phòng họp chắc là nội chiến. Sau đó lúc đánh nhau không cẩn thận làm súng vàng tới chỗ tôi ngồi. Là không cẩn thận hay là cố ý. Lệ xuyên lâm nhíu mày nhiếp nhiên ngồi ở bên cạnh anh ta cũng nghiêm mặt suy nghĩ. Những cái đó tôi không biết. Nhìn thì thấy giống như là bất cần mà thành thôi, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy có vấn đề. Ngày đó, Hoác Hoành yêu cầu cô tự mình đưa cơm tới, nhưng sau đó trong phòng họp cãi nhau thế nào cô đều nghe thấy hết quả thực là có một người bị thương. Bảy giờ vệ vi đã coi tôi như tâm phúc cho nên vì vấn đề an toàn. Tôi nghĩ nên sớm khai thác tin tức về công ty này, sau đó lập tức ra tay. Lệ xuyên lâm im lặng một lúc lâu mới đáp chúng tôi phát hiện ra bất động sản trúc mậu chỉ là một cái vỏ rỗng. Nguồn tài chính của công ty này quả thực có vấn đề. Nói vô nghĩa, nhấp nhiên liếc mắt khinh bì. Từ lúc cô phát hiện ra công ty Trúc Mậu bị Lưu Trần giấu đi thì đã biết là nguồn tài chính có vấn đề rồi. Cô nóng này thúc giục còn gì nữa? Chỉ tra được tới tháng trước. Bọn họ đã chuyển ra một lượng tiền lớn nhưng còn chưa tra ra được nơi nhận tiền cũng không tra ra được nội dung bọn họ chuyển tiền. Ánh mắt nhiếp nhiên trầm xuống trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Hẳn là bọn họ đang buôn lậu vũ khí. Cô có chắc không? Lệ xuyên lâm quay đầu nhìn cô chăm chú anh ta cũng từng nghĩ tới giả thiết này nhưng không dám khẳng định như cô bọn họ có tổ chức ám sát ngoài buôn lậu vũ khí ra thì không còn mục đích nào khác được hơn nữa bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để che giấu nó tôi cảm thấy trong đó chắc chắn chính là giao dịch tài chính và các danh sách liên quan tới tổ chức ám sát đó lệ xuyên lâm nghe cô phân tích cặn kẽ như thế nói hết những gì anh ta đang nghĩ trong đầu ra thì trong đáy mắt xuất hiện một chút cảm xúc khiến người ta không hiểu được cô tính làm thế nào nhiếp nhiên thu lại vẻ nghiêm nghị trên mặt. Lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên tự đắc nói, trộm thôi, chứ còn làm thế nào nữa. Trộm ư, ừ, nếu có thể xâm nhập vào văn phòng của Lưu Trấn thì bọn họ cần gì phải mất nhiều thời gian để tìm một người mới làm nhiệm vụ thế chứ. Lưu Trấn có thể lan lộn trên thương trường bao nhiêu năm, là người không thể khinh thường được anh ta lắc đầu nói, không được văn phòng của Lưu Trấn được theo dõi rất nghiêm ngặt vào buổi tối nghe nói ở dưới sàn có gắn thiết bị đo đặc trọng lượng cứ tối đến sẽ được khởi động toàn bộ. Chỉ cần sàn nhà bị trọng lượng đè lên là sẽ phát động báo động ngay. Nếu không phá giải được thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Đây là câu nói dài nhất của lệ xuyên lâm mà nhấp nhiên được nghe từ lúc quen anh ta tới giờ có thể khiến anh ta phải nói nhiều như thế. Đủ để thấy văn phòng của Lưu Trấn vào buổi tối đáng sợ tới mức nào. chương 129, rõ ràng là kẻ cướp. Ừ, không có vấn đề gì. Vệ vi xem xong liền đưa lại cho cô, sau đó cầm cốc trên bàn lên uống nước nhiếp nhiên khẽ nhách môi một cái, vốn còn tưởng phải chờ một chút thời gian. Không ngờ cô ta lại là người nhanh khát nước như vậy. Vâng, vậy tôi đi nhập vào kho đây. Quả nhiên, không bao lâu sau, vệ vi khẽ cau mày, tay trống lên đầu, vẻ mặt đau đớn. Nhiếp nhiên quan tâm hỏi han, sao thế ạ? À? Có phải chị lại thấy khó chịu rồi không? Không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu thôi. Vệ vì cũng không hiểu nổi tại sao tự nhiên đầu lại đau thế này. Rõ ràng là cô ta đã uống thuốc sau khi ăn xong rồi mà hay là chị đi nghỉ ngơi đi, những việc này để tôi làm là được. Vệ viên ghế nhất nhiên đề nghị như thế, lại cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Liền cau mày nói, thế cũng được, vậy công việc nhờ vào cô cả nhé. Khách sáo gì chứ chị mau vào phòng trong nghỉ ngơi đi. Nhất nhiên dìu cô ta đi vào trong phòng nghỉ. Chờ đến lúc đi ra, vẻ quan tâm trên mặt cô đã biến mất thuốc này có tác dụng nhanh. Mất tác dụng cũng nhanh. Cô phải tranh thủ thời gian mới được. Cô tính toán thời gian thuốc có tác dụng, sau đó đeo găng tay vào, lấy từ trong túi sách của vệ vi ra chìa khóa điện tử. Sau đó dùng con chip sao chép cao cấp mà mình mượn từ chỗ lệ xuyên lâm để sao chép lại toàn bộ bộ nhớ của chìa khóa điện tử kia. Thời gian tích tắc trôi đi ở phòng trong giường như có một chút động tĩnh nhiếp nhiên tăng tốc vất vả lắm mới cho đến lúc sao chép hoàn thành 100% ngay sau đó. Cô thả chìa khóa vào lại trong túi, hơn nữa cũng đổ cốc nước kia đi, lại rót một cốc nước khác đặt lên bàn. Sắp xếp xong toàn bộ, cô mới ngồi trở lại vị trí của mình xử lý nốt các việc còn lại. Ánh mặt trời dần ngả về Tây, bầu trời ở thành phố A vào cuối thu tối rất nhanh. Cô đứng ở một cửa hàng ăn nhanh đông khách ngay bên dưới tòa nhà xử lý bữa tối sau đó cô đi xuyên qua đám người tiến vào trong toilet nhanh chóng thay đổi hóa trang sau khi mặc một cái áo khoác của nam lên người thì âm thầm ra ngoài từ cửa sau trong con ngõ nhỏ sâu hun hút chỉ có tiếng bước chân vội vã của cô cuối cùng cô đứng ở trước một cửa hàng quen thuộc cốc 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 rất nhanh từ đằng sau cánh cửa có tiếng của người đàn ông trung niên kèm theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn ai thể hả nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ à đúng là đáng cửa vừa mở ra lão tam từ thấy người trước mắt từ ghét còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã lập tức đóng sầm cửa lại nhiếp nhiên nhanh tay đè lại cánh cửa nửa cười nửa không nói nào có đạo lý không cho khách vào cửa chứ sau đó cô dùng sức một cái đẩy thẳng cánh cửa ra lão tam từ thấy cô thì khóc không ra nước mắt đại ca à sao cậu lại cứ như âm hồn không tan vậy hả ai bảo ông buôn bán tốt quá làm gì cho nên mới nhiều khách quen nhiếp nhiên nhìn xung quanh tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Đại ca à, tôi xin cậu đấy, xin cậu đây có được không hả? Cậu hãy tha cho tôi đi mà. Tôi trên còn có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Lão Tam Tử còn chưa nói xong đã bị nhiếp nhiên đá một cái. Thuận thể móc từ trong túi ra một vật gì đó. Đừng nói nhảm nữa, mau giúp tôi làm cái này. Lão Tam Tử không quan tâm tới cái mông vừa ăn đau, vội vàng tiếp lấy thứ mà vị tổ tông kia vừa ném ra lỡ như để nó rơi hỏng thì người xui xẻo lại là ông ta mà thôi. Ông ta tỏ vẻ khổ sở nhìn cô, tôi chỉ bán đồ, không biết chế tạo đồ gì cả. Vậy ông còn cần tay làm gì, chặt đứt đi. Dù sao dao găm ông bán cho tôi cũng sắc lắm, nào nào nào. Nhiếp nhiên nhíu mày, cười lạnh, sau đó rút dao găm bên hông ra, đi về phía ông ta. Ánh sáng loa mắt của lưỡi dao sắc lạnh hắt lên làm cho lão tam tử sợ tới mức không ngừng xin tha, đừng mà đừng mà ông nội ơi, tôi làm mà ông nội, tôi làm mà. Tổ tông này là một kẻ dám nói dám làm, ông ta vẫn còn nhớ như in cái cảnh con dao cắm ở trên mặt bàn lần trước. Mau làm đi, nhiếp nhiên cau mày thúc giục lão tam tử chỉ đành than thờ phận mình đen đùi đụng phải một vị khách thế này, xòe tay ra nhìn, vừa thấy thì ông ta đã buồn bực đến mức nổi thương luôn. Đại ca thứ đồ này là hàng cao cấp, làm sao lại tới cái cửa hàng nhỏ bé này của tôi mà làm chứ hả? Nhiếp Nhiên gác một chân lên ghế, nghịch ngợm con dao găm trong tay, lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta, ông còn nói lời vô nghĩa nữa, tôi sẽ cắt ngón tay của ông, cắt lưỡi của ông xuống để trưng bày đấy. Có tin không hả? Lão Tam Tử sợ tới mức khóe môi giật nhẹ, liên tục lùi về sau. Đợi giữ khoảng cách an toàn rồi, ông ta mới nhỏ giọng than thở một câu, đây nào phải là khách, rõ ràng là kẻ cướp mà. Vừa dứt lời đã nghe thấy Nhiếp Nhiên ngồi cách đó không xa nói một câu với giọng âm u, tôi nghe thấy rồi đấy. Nhất thời, lão Tam Tử sợ tới mức quắn đít lên, vội vàng chạy vào trong văn phòng làm việc của mình. Chương 130: Lẻn vào phòng làm việc gặp sự cố bất ngờ. Lão Tam Tử làm suốt đêm, cuối cùng đến nửa đêm cũng mang sản phẩm đã hoàn thiện ra khỏi phòng. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng nhiếp nhiên cũng mang theo thẻ vào cửa mới làm tới văn phòng cả một buổi sáng cô đều ở trong phòng làm việc để xử lý các công việc mà vệ vi giao cho đáy mắt nhiếp nhiên cuối cùng cũng lộ ra một ý cười gian xảo lưu trấn ra ngoài rồi mấy ngày nay cô sớm đã nắm rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người trong phòng làm việc cứ mỗi buổi trưa thứ tư lưu trần đều sẽ tranh thủ thời gian đi ăn với đối tác làm ăn và vệ vi cũng sẽ đi cùng như vậy cũng có nghĩa là bây giờ cả tầng lầu công ty hoàn toàn vắng tanh không một bóng người cái mà cô chờ đợi chính là thời khắc này trước tiên nhiếp nhiên bình tĩnh dùng điện thoại của mình kết nối với máy tính của công ty sau đó nhập một loại lệnh máy tính nhảy ra vài cửa sổ sau khi kích chuột xác nhận cô lại rút điện thoại ra trong lúc không để ý chuỗi lệnh đó khiến màn hình máy tính của phòng bảo vệ hơi nháy nhưng sự bất thường nho nhỏ này không ai phát hiện ra ra khỏi phòng làm việc của mình Nhìn đèn đỏ của camera mini ở hành lang tạm thời đã bị tắt, cô liền đeo găng tay rảo bước đi về phía phòng làm việc của Lưu Trấn. Sau đó cắm thẻ điện tử vào cửa cạch, tiếng khóa cửa mở nhỏ xíu vang lên, Nhiếp Nhiên vội vàng nhanh như chớp lẻn vào trong phòng làm việc, trong phòng vắng vẻ yên tĩnh không có một tiếng động nào. Cô bước tới trước bàn làm việc của Lưu Trấn nhanh như cắt mở máy tính của ông ta lên, mở tất cả các folder ra nhưng bên trong lại không có bất kỳ thông tin gì của bất động sản trúc mẫu cả nhiếp nhiên cho mày. Sao lại không có nhỉ? Cô tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm một lần nữa, vẫn không thấy manh mối nào. Lẽ nào, trong máy tính của Lưu Trấn vốn dĩ không hề có thông tin gì của bất động sản Trúc Mậu. Nhưng sao lại thể được? Nếu không có, vậy tại sao ông ta phải bảo vệ phòng của mình kín kẽ tới như vậy? Khoan đã, trong đầu nhiếp nhiên xuất hiện một ý nghĩa cái máy tính này dễ bị mở ra như vậy. Thậm chí còn không cài mật khẩu. Vậy thì tìm kiếm kiểu thông thường chắc chắn là sẽ không thấy rồi nhất nhiên lấy điện thoại của mình ra và liên kết với máy tính này. Sau đó nhanh chóng gõ ra một hàng cốt phức tạp khó hiểu màn hình máy tính đột nhiên mất đi ánh sáng. Quả nhiên như vậy, rõ ràng đã cài đặt bom sương mù. Lại qua 10 giây nữa, màn hình một lần nữa sáng lại, màn hình máy tính lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Ngón tay nhiếp nhiên nhảy múa, một lần nữa gõ ra vài mã cốt phức tạp, một cửa sổ nhỏ lập tức nhảy ra trên đó là bảng kê chi tiết theo năm của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản trúc mậu nhìn file tài liệu đó nhiếp nhiên cong khóe miệng ngay sau đó cô sao chép lại toàn bộ tài liệu gốc dòng tiến độ nhảy từng chút từng chút một năm phần trăm mười phần trăm bốn mươi phần trăm tám mươi phần trăm chín mươi phần trăm chín mươi bảy phần trăm cuối cùng lúc tới chín mươi chín phần trăm Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ cùng với đó là giọng nói trách mắng tức giận của Lưu Trấn, "Cô làm sao vậy, giấy tờ quan trọng như vậy mà lại không mang theo?" "Hai tôi quay xe về. Xin, xin lỗi ông chủ, là lỗi của tôi. Sau này nhất định tôi sẽ không phạm phải lỗi này nữa." Giọng nói sợ hãi lo lắng của vệ vi cũng vang lên mặt Nhiếp Nhiên biến sắc không xong rồi, không ngờ Lưu Trấn lại về đúng lúc này. Cô nhìn dòng tiến độ trên máy tính, vẫn dừng ở 99%, lúc này trong đầu cô chỉ có một chữ. Chạy, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc tuy rộng nhưng không có nơi nào có thể trốn hết hơn nữa, phòng làm việc của Lưu Trấn ở tầng 16, cô mà nhảy xuống thì chỉ có đường chết. Tinh tinh, nhưng không thể ngờ tới. Tiếng hoàn thành tiến độ sao chép đột nhiên vang lên vào đúng lúc này điều này làm cho nhấp nhiên này sinh cảm giác không ổn mãnh liệt đáng chết sao cô lại không nhớ thứ này có tiếng chứ? Trong phòng tôi có âm thanh. Lưu Trần ở bên ngoài nhảy bén tóm được âm thanh nhỏ xíu đó, lập tức nhanh chân bước vào. Nhiếp nhiên vội vàng nhìn xung quanh phòng một vòng, sau khi xác nhận không có cách nào để chạy thoát, cô đứng bất động ở đó, nín thở đứng hình nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mỗi một bước như thể đang dẫm đạp lên tim cô vậy. Cô chậm rãi cầm con dao dọc giấy trên bàn lên, nhìn chầm chầm về phía cửa nếu đã không có cách nào để trốn, vậy thì chỉ có thể mở đường máu để chạy thôi. Chỉ cần Lưu Trấn xuất hiện ở cửa thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Gió nhẹ bên ngoài cửa sổ lướt vào, sát khí và sự lạnh lùng của nhiếp nhiên như thể ngưng tụ hết không khí trong phòng này vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Bên ngoài trời nắng đẹp dưới tòa nhà văn phòng dòng xe cộ ngược xuôi nhưng trong phòng lại yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy sờn tóc gáy càng lúc cô càng nắm chặt con dao trong tay cuối cùng cạch một tiếng âm thanh của khóa điện tử vang lên. Khoảnh khắc đó giống như lời triệu hồi của thần chết sắp tới vậy trái tim nhiếp nhiên càng lúc càng trùng xuống. Trường 131 cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc một. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc chốt cửa bị ấn xuống để chuẩn bị mở ra, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc khác vang lên ở ngoài cửa là Hoác Hoành. Sao anh ta cũng tới vậy? Lẽ nào là anh ta dụ hai người lưu Trấn tới đây ư? Ở trong phòng, một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu nhiếp. Nhìn như phản ứng dây chuyền trong phòng tôi có âm thanh. Lưu Trân đang nắm chốt cửa thần sắc nghiêm trọng nhìn Hoác Hoành bảy có âm thanh ư. Hoác Hoành hơi nhíu mày trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia khác thường nhưng ngay lập tức bình thản nói có phải do ông quá cẩn thận nên nghe nhầm không lưu trần lắc đầu không thể nào tôi vẫn chưa già tới mức nghe nhầm được chắc chắn ông ta đã nghe thấy âm thanh vang lên ở trong phòng nói rồi muốn đẩy cửa bước vào tay hoác hoành bất giác nắm chặt lại anh ta lập tức lên tiếng ngài rod bay từ nước ngoài tới đây là vì vụ làm ăn này đã chờ ông mấy tiếng rồi đấy lưu tổng câu cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh tay lưu trần vừa muốn đẩy cửa liền ngưng lại ông ta nhìn cánh cửa này sau khi suy nghĩ kỹ lại nhìn hoác hoành ở hành lang lạnh lùng nói tôi kiểm tra tình tình trong phòng một lát tôi không yên tâm nói rồi ông ta đẩy mạnh cửa phòng ra ánh mắt hoác hoành căng thẳng nhìn ông ta bước vào trong không biết vì sao mà tim anh ta đập rất mạnh anh ta lập tức đẩy xe lăn đi vào theo sau khi quan sát một chút trong ngoài cửa văn phòng rồi mới nói xem ra lưu tổng thật sự là làm việc quá mệt nên sinh ảo giác rồi lưu trấn nắm chốt cửa quan sát kỹ càng tình hình trong phòng một lượt thật sự không có ai trong văn phòng không có lấy dù một bóng ma nào không thể nào rõ ràng tôi nghe thấy rõ ràng ông ta nghe thấy một số âm thanh sao bây giờ lại mất đi được chứ quá kỳ lạ rồi nhìn lưu trấn vẫn còn đang ngây người hoác hoành lạnh lùng nói lưu tổng thành ý của tôi đều đã bày ra đây rồi nếu ông vẫn nói như thế tôi cũng không làm phiền nữa lưu trấn vừa nhìn thấy anh ta đẩy xe lăn ra ngoài lúc này mới bừng tỉnh lại, hoắc nhị thiểu đừng tức giận, tôi cũng chỉ muốn xem xem có phải trong phòng làm việc của tôi có trộm không thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Vậy bây giờ có thể đi được chưa? Thần sắc hoắc hoành bình thản, nhưng trong giọng nói rõ ràng là không vui. Được, được, Lưu chấn vội vàng gật đầu, sau đó ra lệnh cho vệ vi bên cạnh chuẩn bị giấy tờ cho tốt. Hôm nay là ngày bọn họ đàm phán lại hợp tác giao dịch. Mấy ngày nay, vì sự xuất hiện của Hoác Mân mà Lưu Trấn Vốn đã dao động, sau khi biết được Hoác Hoành đã bắn chết một cổ đông xong thì cũng lập tức từ bỏ ý định trong tay ông ta có đồ. Người tới đề nghị hợp tác cũng không thiếu, nhưng không phải Hoác Hoành thì không được. Ban đầu, nếu ông ta từ chối Hoác Hoành thì không sao, nhưng bây giờ đã có thỏa thuận với Hoác Hoành rồi, kết quả chỉ vì sự xuất hiện của Hoác Mân mà muốn nuốt lời. Đó có khác nào đi ngược đạo nghĩa giang hồ chứ? Tới lúc đó, cho dù Hoác Hoành có làm chuyện gì thì cũng không ai nói được câu nào. Hơn thế nữa, Hoác Hoành còn là người thường xuyên đen ăn đen đọc chuyện tại web chuyên online. Com. Nhìn thì thấy như đang mỉm cười, nhưng chưa từng có một người nào biết được điểm yếu của anh ta. Có thể nói là thâm sâu khó đoán bây giờ không dễ gì ba bên mới có thể tiếp tục giao dịch. Sao ông ta có thể phá hỏng nó được chứ? Cạch, cửa đóng lại một lần nữa. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất còn nhiếp nhiên vẫn luôn trốn dưới gầm bàn làm việc rộng lớn của Lưu Trần kia sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Cô mới chậm rãi thở vào một hơi. Nguy hiểm thật, may là Lưu Trấn chỉ đứng ở ngoài cửa kiểm tra, nếu thật sự bước vào, cô chỉ có thể giết chết Lưu Trấn trước rồi giết hoác hoành sau. Chương 132, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc 2 có điều không ngờ tới, cuối cùng lại là hoác hành vô tình cứu cô, thật sự không biết có phải là may mắn hay không nữa. Nhiếp nhiên ngồi sụp dưới gầm bàn yên lặng chờ đợi thêm 2-3 phút. Sau đó vội vàng trả lại tất cả các thứ trên bàn máy tính. Cô đang định bò ra khỏi gầm bàn làm việc của Lưu Trấn, thì không ngờ tới vào lúc này, tất cả các máy bắn tia hồng ngoại trong các góc của văn phòng đều đột nhiên được mở ra. Bảy áng chết, chắc chắn là Lưu Trấn không yên tâm nên mới mở ra rồi nhiếp nhiên nhìn tia hồng ngoại xung quanh không dám động đẩy sợ sẽ chạm vào hệ thống báo động trên người cô không có kính đêm hồng ngoại trong bất lực chỉ có thể bỏ điện thoại của mình ra tháo camera máy ảnh xuống sau đó lắp ngược lại mở ứng dụng chụp ảnh nhiếp nhiên có thể thông qua màn hình điện thoại quan sát được toàn bộ những tia hồng ngoại đang có trong phòng làm việc đây được coi là một cái kính có thể quan sát hồng ngoại đơn giản Thật may là cô mang theo một cái điện thoại, chứ không phải dao găm, nếu không thì hoàn toàn hỏng bét rồi trong màn hình nhỏ, tia hồng ngoại được phân bố dày đặc. May là dưới bàn làm việc không bị can thiệp tới nên cô có thể dễ dàng chui từ dưới bàn làm việc ra ngoài. Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi lại cô không hề quên bí mật dưới sàn nhà mà Lệ Xuyên Lâm từng nói lúc trước nhưng không đi, chẳng lẽ lại chờ Lưu Trần Đích Thân tới bắt người sao? Không đi là chết, đi còn có một cơ hội sống. Tiếp trước cô cũng biết một chút về thiết bị dưới sàn nhà, tỷ lệ nặng không thể vượt quá 0,3%, nhưng đó là vận dụng trong phòng thực nghiệm cấp quốc gia và căn cứ quân sự. Còn chỗ lưu trấn đây chắc là sẽ không có loại cao cấp như vậy. Theo tính toán của cô, chắc nhiều nhất cũng không thể vượt quá 3%, 3% trọng lượng ước chừng bằng thời gian một người tiếp đất trong khoảng 2 giây giữa hai giai đoạn rơi xuống rồi nhảy lên. Cô quan sát tình hình phân bố ti hồng ngoại trong phòng thông qua điện thoại một lát tuy có dày hơn phòng thư ký một chút. Nhưng đối với sát thủ đỉnh cao như cô mà nói thì cũng không coi là chuyện quá khó, Nhiếp Nhiên chỉnh lại quần áo, khẽ nhếch khóe miệng. Đã đến lúc cô biểu diễn rồi. Dựa vào tình hình phân bố tia hồng ngoại mà Nhiếp Nhiên ghi nhớ ở trong đầu, cô nhón chân lên, cơ thể bắn lên không trung, nhanh chóng nhảy qua nhảy lại như con thoi trong đám tia hồng ngoại. Thỉnh thoảng thêm một cái lật người, hai tia màu đỏ quét qua đầu cô. Tay phải của cô nhờ vào khe hở duy nhất trên sàn nhà để tiếp đất một cách vững vàng v e b t r u i e n o n l i n e c o m nhưng chính vào thời khắc đó cô lại lưu loát lộn người ra phía sau tia hồng ngoại chỗ ngang lưng không dao động chút nào sau khi lộn người vài lần trong văn phòng vừa nhanh vừa quyết đoán cuối cùng cô rơi xuống một khu vực thuộc phạm vi an toàn ở cửa ra vào cô giống như một con hồ ly xảo quyệt dùng thẻ điện tử mở cửa rồi lập tức chuồn ra ngoài nhiếp nhiên trở về phòng làm việc của mình vội vàng mở máy tính mở lại tất cả các máy quay trong phòng bảo vệ sau khi tất cả kết thúc lúc này cô mới dựa vào ghế thở phào một cái thật sâu nghỉ ngơi một chốc nhiếp nhiên lại pha cho mình một chén trà ngồi trước bàn làm việc bắt đầu gõ bàn phím bắt đầu vòng công việc tiếp theo không bao lâu sau những nhân viên kết thúc nghỉ trưa cũng bắt đầu quay trở lại Bên ngoài cửa sổ, một chút ánh sáng mặt trời thông qua khe cửa chớp dọi vào trong, tất cả vẫn như cũ sau một tiếng đồng hồ, vệ vi theo lưu trấn trở về. Còn chưa về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đã tới phòng làm việc của nhiếp nhiên. Cô tới phòng bảo vệ một chuyên giúp tôi. Sao vậy? Nhiếp nhiên dừng việc lại, khó hiểu hỏi. Chương 133, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc ba. Lưu Tổng muốn xem camera trong một giờ vừa qua, cô đi lấy về đây, mau lên. Vệ vi thúc dục mấy câu xong, liền vội vàng đi vào phòng làm việc của Lưu Trấn nhiếp nhiên nhìn cánh cửa đó một cái. Sau đó đi tới phòng bảo vệ dưới tầng. Sau khi cô nói tình hình với bảo vệ, bảo vệ lập tức trích xuất tất cả các camera trong một giờ nghỉ trưa đó ra nhiếp nhiên mang theo USB đi thẳng vào phòng làm việc của Lưu Trấn. Sau khi Lưu Trấn xem kỹ càng năm sáu lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới để vệ vi và Nhiếp Nhiên rời đi. Nhưng lúc gần đi, Lưu Trấn như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi Nhiếp Nhiên lại. "Trợ lý thư ký, cô chờ một chút." Nhiếp Nhiên nhất thời đứng khựng ở cửa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Lưu Trấn nhìn kỹ cô, sau đó nói, "Có phải cô là cô gái lần trước ra nước ngoài cùng với Hoắc Hoành không?" Nhiếp nhiên sững lại sau ba giây, lúc này mới gật đầu cứng ngắc vết thương của cô khỏi chưa? Lưu Trấn lại hỏi. Nhiếp nhiên chỉ thấy kỳ lạ. Không có chuyện gì sao lại nhắc tới vết thương của cô chứ? Tuy trong lòng thấy khó hiểu nhưng phải trả lời thì vẫn phải trả lời thôi, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lưu Tầm quan tâm. Ừm, lần sau hợp tác thương mại cô đi cùng với tôi. Lưu Trấn nói xong liền cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ. Đây coi như là được cất nhắc ư nhiếp nhiên giật mình nhìn chằm chằm vào ông ta cho tới khi vệ vê nhỏ tiếng nhắc nhở lúc này cô mới bừng tỉnh trở lại thấp giọng đáp vâng sau đó cô lập tức đi ra ngoài chúc mừng cô nhé lưu tổng không dễ dàng đưa người khác cùng đi ra ngoài đâu những ngày tốt đẹp của cô sắp tới rồi vệ vi ở bên cạnh cười híp mắt nói nhưng đáy mắt lại có một tia phòng bị nhiếp nhiên hiểu được sự phòng bị của cô ta trợ lý của mình ra ngoài cùng sếp của mình ngộ nhỡ lại trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh sếp đạp cô ta một cách còn tiện thể tố cáo bệnh tình của cô ta vậy thì cô ta chết chắc luôn nhiếp nhiên không ngốc lập tức nịnh ngọt vệ vi nếu không phải có chị vi thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi vệ vi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút nói sâu xa cô yên tâm có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô đường của cô còn dài lắm cố gắng học hỏi nhiếp nhiên gật đầu lia lại nói dạ tôi hiểu rồi tôi nghe theo chị vi hết câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng vệ vi xuống sau khi về tới phòng làm việc của mình nhiếp nhiên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chìm trong suy nghĩ tại sao lúc này lưu trấn lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi, muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải dẫn theo vệ vi mới đúng. Dẫn theo cô là sao chứ? Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoác Hoành trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này nhiếp nhiên mới hiểu ra tính toán của Lưu Trấn. Đoán là vì lần trước Lưu Trấn thấy Hoác Hoành đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoác Hoành. Cộng thêm mấy lần trước hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì làm ăn nên lần này ông ta mới dẫn mình theo để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch không thể không nói, Lưu Trấn đúng là khôn khéo. Nhưng có khôn khéo tới mức cũng vô dụng, có lẽ có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước cô đã cắt đứt với hoác hoành lần này dẫn cô theo. Chỉ là không làm dịu được giao dịch mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng. Hoác nhị thiếu, thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi. chương 134, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc 4. Lưu Trấn ngồi đối diện với Hoác Hoành, sau đó đặc biệt sắp xếp nhiếp nhiên ngồi ngay bên cạnh Hoác Hoành. Quả nhiên, Hoác Hoành không quá kinh ngạc với sự có mặt của cô, chỉ nhấp một ngụm nước. Cười trả lời, không sao, tôi cũng vừa tới không lâu. Vậy sao, vậy chúng ta gọi món thôi. Lưu Trấn nhìn nhiếp nhiên và Hoác Hoành, thấy hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái thì hơi khó hiểu. Khi đó, ở chỗ rót, Vệ vi chỉ nói vài câu mà Hoắc Hoành đã đứng ra bênh vực cô trợ lý kia, sao lần này lại chẳng nói gì với nhau thế? Hơn nữa, mấy tháng nay, ông ta nghe được không ít những lời đồn đoán trong công ty, nhưng sao giờ nhìn lại thấy chẳng giống như trong lời đồn là thế nào? Ông ta nhìn nhấp nhiên ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoắc Hoành, cúi đầu không nói gì, giống như thật sự tới để nghe bọn họ bàn chuyện hợp tác vậy. Được thôi, hôm nay Lưu Tổng làm chủ, Lưu Tổng quyết định tôi già rồi các món ăn mới thời nay tôi cũng không hiểu lắm vẫn là nhường cho người trẻ thì hơn lưu trấn nói xong liền đưa thực đơn cho nhiếp nhiên nào 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 giúp chúng tôi gọi món đi cái này cũng quá lộ liễu rồi nhiếp nhiên không nhịn được mà thầm nôn ẻ trong lòng tôi tôi cũng không biết gọi lắm hay là chị vi gọi đi nhiếp nhiên đưa thực đơn cho vệ vi vệ vi vội vàng cười lưu tẩm bảo cô gọi rồi thì cô gọi đi đừng ngại nhưng lực trên cánh tay cô ta lại nặng hơn một chút nhiếp nhiên cảm nhận được lực trên tay, chỉ có thể thuận theo đáp. Vậy được thôi, cô cẩn thận lật xem thực đơn trên tay, sau đó gọi từng món một. Thậm chí cô còn nói với phục vụ một số thứ kiêng ăn, đặc biệt là trong một vài món cay tứ xuyên thỉnh thoảng sẽ cho một ít lạc vậy nên cô dặn dò thêm. Đợi nhiếp nhiên gọi món xong, Lưu Tổng không khỏi trao mày, sao không có chút hải sản nào vậy? cuối cùng hoác hoành cúi đầu nghịch chén trà suốt cũng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía cô nhiếp nhiên cười khan vài tiếng à thật ngại quá tôi bị dị ứng hải sản vậy nên trước giờ không gọi hải sản nhất thời quên mất thật ngại quá lưu tổng hơi nhíu mày nếu trợ lý diệp bị dị ứng vậy lát nữa đừng thử mấy món đó được rồi trợ lý diệp bị dị ứng nhiều thứ thật dị ứng đồ làm từ sữa bây giờ tới cả hải sản cũng dị ứng hoác hoành cười như không cười nhìn cô sau đó tiếp tục nói thật trùng hợp tôi cũng dị ứng hải sản không khí ám muội tràn ra khắp nơi ánh mắt hai người còn lại đồng thời tập trung vào nhiếp nhiên lúc này lưu tổng cũng hiểu ra cái gì mà dị ứng hải sản nên trước giờ không gọi chứ rõ ràng chính là nghĩ cho hoác hoành ông ta bật cười lớn không ngờ lại trùng hợp như vậy Vậy được rồi, không cần hải sản nữa, tránh cho có đi ăn một bữa mà cả thư ký Diệp và Hoác Nhị Thiểu phải cùng nhau đi vào bệnh viện. Nhiếp nhiên cũng thức thời cười theo. Cô đặc biệt dặn dò phục vụ lên món cẩn thận cũng không hẳn hoàn toàn là vì Hoác Hoành. Cô chỉ không muốn có chút sai sót nào vào lần đầu tiên mình để bàn chuyện làm ăn lưu chấn này nghĩ xiên sẹo kiểu gì không biết nữa một bữa cơm bốn người ăn mà mỗi người có tâm sự riêng khó khăn lắm mới ăn xong lúc vào bàn việc chính vệ vi và nhiếp nhiên lấy cớ đi tính tiền lui ra ngoài lúc đó nhiếp nhiên rất buồn bực chuyện quan trọng nhất khi đi ăn ngày hôm nay lại không liên quan gì tới cô vậy rốt cuộc cô tới để làm gì chứ w e b t r u i e n o n l i n e c o m chỉ đơn thuần là đi ăn cùng thôi sao Chị Vi, mỗi lần chị đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn với Lưu tổng đều ăn một bữa rồi đi ra thế này à? Về vị Trừng mắt nhìn cô tức giận, cô nằm mơ đấy à? Còn ăn một bữa, lần nào tôi đi ăn cùng sếp đều phải bụng rỗng uống rượu đó. Chương 135: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc năm. Vậy hôm nay, Nhiếp Nhiên chỉ vào đống cơm thừa canh cặn ở trên bàn còn không phải nhờ vào cô sao nói tới đây vệ vi lập tức cười nếu không có cô có lẽ tôi chỉ có thể bụng đói mà uống rượu tiếp khách chứ làm gì ăn được miếng nào vậy sao bây giờ chị không vào trong để uống rượu cùng vệ vi trả tiền tìm một chỗ trống trong phòng nghỉ rộng rãi và ngồi xuống thứ nhất có cô rồi còn cần tôi làm gì nữa thứ hai vệ vi dừng một lúc sau đó đặc biệt thấp giọng nói thứ hai lần nói chuyện này là về chuyện vụ làm ăn bị tạm dừng lần trước tôi cũng không thể vào nghe được nhiếp nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra là thế vậy chúng ta phải chờ bao lâu chắc tầm một hai tiếng cũng không chừng vệ vi ngồi ở đó mở máy tính sách tay lên bắt đầu làm việc thật ra nhiếp nhiên cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu cô quan tâm gì đâu chứ dù sao cũng ăn no uống đủ rồi không cần biết làm mấy tiếng ở đây không những được nghỉ ngơi mà còn có cà phê và bánh ngọt không phải làm việc không bị trừ lương cực kỳ thoải mái cô mãn nguyện dựa vào sofa nghiêng đầu im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ là nhắm mắt lại, rồi dần dần lại ngủ quên mất. Chờ tới khi âm thanh náo nhiệt càng lúc càng rõ rệt bên tai, lúc nghe thấy mấy tiếng chờ lấy thẻ phòng, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại có điều không phải là vì môi trường xung quanh. Mà là vì cô người thấy một mùi vị không phải của mình. Nhiếp nhiên lập tức mở mắt cô vẫn đang ở khu nghỉ ngơi của đại sảnh, nhưng trên người có thêm một chiếc áo vest cô tỉnh rồi. Bên cạnh truyền tới một giọng nói trầm ấm nhấp nhiên quay ngoắt đầu lại, thấy Hoác Hoành ngồi xem tạp chí bên cạnh mình, trông rất nhàn nhã. Sự lạnh lùng sắc bén trong mắt lập tức biến mất cô bật dậy từ trên sofa, liên tục xin lỗi, xin, xin lỗi, tôi không biết tại sao lại ngủ quên mất. Lưu Tổng đâu rồi, muộn thế này rồi, có lẽ đã về nhà. Hoác Hoành cười nhạt vứt cuốn tạp chí qua một bên, chỉ trời bên ngoài. Nhiếp nhiên nhìn theo tay anh ta, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu tối đen trời ơi rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu vậy rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn là giữa chưa sao bây giờ đã sắp tối đen rồi cô muốn tôi đưa cô về nhà hay là cùng tôi đi ăn rồi tôi đưa cô về nhà hoác hoành đưa ra hai vấn đề cho cô lựa chọn không không cần tôi tự về nhà được rồi ăn cơm gì chứ buổi tối cô còn có hẹn từ đây tới chỗ hẹn cũng phải đi mất tầm tiếng rưỡi đấy vậy tôi coi như cô chọn sẽ đi ăn cùng tôi rồi tôi đưa cô về Hoác Hoành tự thay cô đưa ra quyết định, sau đó đưa mắt về phía cửa, A à Hồ lập tức gật đầu đi sắp xếp. Nhiếp nhiên khẽ trao mày, trong giọng nói mang theo một sự xa cách tôi nghĩ chắc ngài Hoác sẽ không quên lời mình nói lúc trước nhanh như vậy đâu phải không? Lời tôi nói, trước giờ tôi chưa bao giờ quên, trong ánh mắt Hoác Hoành mang theo một ý cười hờ hững. Vậy thì cảm ơn ý tốt của ngài Hoác tôi có thể tự về nhà. Nhiếp Nhiên chỉnh lại chiếc áo vest màu đen kia, đặt lên sofa, cầm lấy túi của mình định đi ra ngoài. Lại không ngờ, lúc đi qua người Hoắc Hoành, cô lại bị anh ta kéo lại, "Nhưng tôi còn chưa nói hết, tôi từng nói muốn trả lại cho cô sự bình yên, nhưng lần này là tự cô vác xác tới, sao trách tôi được." Lời vừa nói rất cánh tay anh ta kéo mạnh, một lần nữa kéo cô tới trước mặt mình. chương 136, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc sáu. Nhiếp nhiên nửa như thể ngã vào lòng anh ta nửa như quỳ trước mặt anh ta, lại vì khoảng cách quá gần mà cô thậm chí có thể nhìn thấy cả dung mạo của mình trong con người của anh ta. Cô cao mày, khó khăn giải thích, hôm nay là bất ngờ, tôi không biết Lưu Tổng đưa tôi tới gặp anh. Hoác hoành nhướng mày, hơi mỉm cười, ô, vậy Lưu Tổng có nói với cô tôi không thể ăn trứng, lạc, và các loại cá hải sản sao? quả nhiên là bị hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là không muốn làm hỏng cuộc đàm phán lần này mà thôi. Hoác hoành nhìn nhiếp nhiên, trong đôi mắt bình tĩnh như nước nhanh chóng xẹt qua một tia phiền não, sau đó lại nở nụ cười tươi. Vậy tức là cô đã học thuộc lòng thói quen ăn uống của tất cả đối tác của Lưu Tổng sao? 7. Lúc này, trước mặt hoác gian xảo mồm miệng lanh lợi, nhiếp nhiên lại bại trận lần nữa. Thật ra, hai người bọn họ đều biết Lưu Trấn không thể nào dẫn cô tới tất cả các buổi tiệc đàm phán chỉ có nơi hoắc hoành xuất hiện dẫn theo nhiếp nhiên mới coi là bốc thuốc đúng bệnh. Hiển nhiên là vào khoảnh khắc nhiếp nhiên xuất hiện, hoắc hoành đã nhìn thấy được ý đồ của lưu trấn nhiếp nhiên dứt khoát im lặng cúi đầu không nói gì. Hoác hoành nhìn cô không nói gì, chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói, được rồi, cho dù không ăn cơm thì cũng để tôi đưa cô về nhà trời tối quá rồi, cô là con gái, đi đêm không an toàn. Ha, đưa về nhà, đưa về nhà rồi lại tìm mọi cách để không rời đi. Tối nay cô và Lệ Xuyên Lâm sớm đã có hẹn rồi, không thể lỡ hẹn, hơi đâu nữa mà tiếp đón vị này chứ thật sự không cần đâu, cảm ơn ngài hoắc. Nhấp nhiên thoát khỏi tay của anh ta cô vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, leo lên một xe taxi rồi lập tức rời đi. Hoác hoành ngồi trong sảnh lớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đó cho tới khi nó biến mất ở đầu phố A Hổ đi từ trên tầng xuống, đến bên cạnh Hoác hoành mới phát hiện không thấy Diệp Lan đâu cả. Nhị thiểu, anh ta gọi một tiếng. Về thôi cuối cùng hoắc hoành nhìn phố xá đã lên đèn ở phía xa xa nói với a hồ vâng a hồ lập tức tiến lên phía trước đây anh ta đi về phía đỗ xe của nhà hàng đèn đường sáng trưng nhiếp nhiên ngồi trên taxi tới nơi đã hẹn với lệ xuyên lâm vì sợ hoắc hoành cho người đi theo phía sau nên nhiếp nhiên đặc biệt nói tài xế dạo mấy vòng trên cầu vượt sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đến đích cuối một quán ăn nhỏ rất độc đáo, phải thừa nhận rằng Lệ Xuyên Lâm tìm được những quán ăn nhỏ ẩn trong góc phố này thật sự rất được. Trên tầng của quán ăn, nhiếp nhiên vừa ngồi xuống liền lấy USB ở trong túi áo ra đưa qua, cho anh. Lấy được rồi sao? Lệ Xuyên Lâm lập tức nhận lấy USB, cho mày lại. Không phải anh ta chưa từng tìm người đột nhập vào phòng làm việc của Lưu Trần, nhưng lần nào phải người tới nếu không phải bị hệ thống báo động tia hồng ngoại chặn ở cửa thì chính là khó khăn lắm vượt qua được hệ thống cảnh báo đó nhưng lại không thu được gì trong máy tính cả. Sao cô lại may mắn như vậy, một lần đã lấy được chứ? Ừm, nhưng kết quả lại nghe nhiếp nhiên nói, có, suýt chút nữa bị bắt. Điều này không hiểu tại sao lại khiến anh ta đột nhiên cảm thấy thót tim. Bị phát hiện không, suýt lưu chấn ra ngoài rồi đột nhiên quay trở lại. Nhiếp nhiên tự nói một mình rồi rót một cốc nước uống. chương 137, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc bảy. Rồi sau đó thì sao? Lệ Xuyên Lâm lại hỏi. Không thể dễ dàng tùy tiện mà thoát khỏi phòng làm việc với những thiết bị báo động đó được sau đó. Hoác hoành tới sụp ông ta đi gặp bên thứ ba của vụ làm ăn, nên ông ta chỉ đứng ở cửa nhìn thôi. Nhiếp nhiên uống xong cốc nước lại thấy không đủ, cầm ly rượu trên bàn của anh ta lên nhấp một ngụm. Không thể không nói, rượu cao lương trong quán ăn nhỏ này cũng khá chính tổng đó cảm giác đậm đà kéo dài mùi vị rất được còn lệ xuyên lâm ngồi phía đối diện nghe thấy cô nói đã thoát được một kiếp nạn thì thân mình cứng đơ cũng dần thả lòng ra ngay sau đó nói cô không sao là tốt rồi nhấp nhiên nhướng mày khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía anh ta ý cười trong đáy mắt đó khiến lệ xuyên lâm lập tức phát hiện lời mình vừa nói hơi không ổn ho nhẹ một tiếng nói tôi sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này để có được quay về đơn vị tùy anh dù sao tôi cũng đã trộm được thứ này cho anh rồi nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành ở ngoài lang thang thêm vài ngày cũng được nhiếp nhiên lại rót một ly rượu này ngon thật lệ xuyên lâm ở phía đối diện nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn về phía cô cô không thích quân đội sao ai lại thích một nhà tù chứ nhiếp nhiên cười một tiếng diễu cợt ngả vào lưng ghế nhìn dòng người qua lại ở tầng một qua khung cửa sổ lần đầu tiên lệ xuyên lâm nghe thấy có người mô tả quân đội như một nhà tù đối với những người đi ra từ quân đội như anh ta mà nói đây là điều cực kỳ thiếu tôn trọng đó không phải là nhà tù đó là nơi khiến quân nhân mạnh mẽ hơn ánh mắt kiên quyết của anh ta sau khi nói hết câu này rõ ràng là sáng hẳn lên nhưng nhiếp nhiên lại chẳng có hứng thú với việc này chỉ ồm một tiếng thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái lệ xuyên lâm thấy cô không phát biểu bất cứ ý kiến nào cũng không nhắc tới bất kỳ việc gì trong quân đội cô không thích sao anh nói xem nhiếp nhiên cười lạnh cuối cùng cũng nhìn anh ta một cái vậy tại sao cô phải vào quân đội lệ xuyên lâm không hiểu nổi nếu không thích thì tại sao phải vào quân đội làm gì nhiếp nhiên rất muốn đi hỏi ông trời rằng tại sao lại cho cô sống lại trong thân xác một quân nhân nếu có thể cô muốn sống lại trong cơ thể của một sát thủ hành nghề cũ hoặc miễn cưỡng đi vào con đường xã hội đen chắc chắn thoải mái vui vẻ gấp mấy trăm lần ở chỗ vừa mệt vừa khổ như thế này tôi khi đó não có vấn đề vậy nên mới vào đó nhiếp nhiên tìm một cái cớ lấy lệ nhất thời đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của lệ xuyên lâm dần dần sắc bén trở lại anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới nói quân đội là nơi rất nghiêm túc nếu như cô không có trái tim muốn bảo vệ kia vẫn nên giải ngũ thì hơn ừm tôi cũng có suy nghĩ này nhiếp nhiên đồng tình gật đầu Cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có huân huy chương rồi cũng coi như tăng thêm thể diện cho cơ thể này, sau đó dạy dỗ bà phu nhân kia một phen. Cũng coi như đòi lại công bằng cho thân thể này, cuối cùng ung dung rời đi. Bộ đội quân nhân gì đó sao có thể chói chân cô được chứ? Nhìn cô tùy tiện gật đầu, trong mắt lệ xuyên lâm giống như có lưỡi dao lia qua, chỉ nói một câu, tôi lấy đồ đi nhé. Đọc chuyện tại web chuyên online, com không chờ nhiếp nhiên gật đầu, anh ta liền rời đi luôn. Nói lật mặt là lật mặt quả nhiên là một ngọn núi băng lớn không thể vượt qua. Nhiếp nhiên nhìn anh ta vội vàng xuống tầng, không nhịn được bán thầm một câu trong lòng. Cô lấy luôn cả bình rượu ở chỗ ngồi của lệ xuyên lâm qua, ngồi tựa trên ghế từ từ uống. Nhưng không bao lâu cô nghe thấy tiếng bước chân lục cột lệ xuyên lâm lại quay trở lại lần nữa sao anh lại quay lại. Nhiếp nhiên mở mắt nhìn anh ta khó hiểu. Chương 138: Cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc tám. Mặt Lệ Xuyên Lâm rất nghiêm túc đưa cô về nhà. Hì hì, nhìn khuôn mặt lạnh đó của anh ta rõ ràng viết chữ không tình nguyện nhưng lại không muốn mất phong độ đàn ông. Dáng vẻ rối rắm đó làm cô không nhịn được phì cười. Chờ một lát, tôi muốn đóng gói chút đồ ăn mang về thế là lệ xuyên lâm đành phải ngồi ở đó nhìn nhiếp nhiên gọi phục vụ tới sau khi gọi một vài món hai người không nói một lời cùng ngồi chờ đợi nhiếp nhiên vẫn mang bộ dạng tiết chậm rãi uống hết ly này tới ly khác lệ Xuyên lâm nhìn cô uống như vậy cuối cùng vẫn không nhịn được bảy cô sẽ uống say đó nhiếp nhiên lại rót cho mình một ly nữa xua tay chỉ có một chút rượu làm gì dễ say vậy chứ nói rồi cố định cầm ly đưa lên miệng uống không ngờ giữa chừng lại bị một cánh tay chặn lại rượu này có tác dụng chậm lệ xuyên lâm nghiệm mặt giật lấy cái ly trên tay cô, bàn tay to rộng tiếp xúc qua mờ u bàn tay cô hơi thô giáp nhấp nhiên nhìn ly rượu trong tay bị lấy đi. Một lần nữa nhướng mày, nhưng cũng không gò ép. Rất nhanh, phục vụ mang thức ăn đã đóng gói xong đi tới, nói tổng cộng 145 tệ. Nhiếp nhiên nhìn thẳng về phía lệ xuyên lâm. Mà phục vụ bên cạnh cũng đồng thời nhìn về phía anh ta hai ánh nhìn cùng lúc bán tới, lệ xuyên lâm ngồi ở phía đối diện lạnh lùng cho mày. Có ý gì? nhiếp nhiên không chút khách khí nói thanh toán người này là đầu gỗ sao chẳng phải ăn cơm thì phải trả tiền sao lại còn hỏi cô có ý gì đúng là ngớ ngẩn không phải cô mua cho mình sao từ duy thẳng tuột của lệ xuyên lâm là ai mua người đầy trả nhiếp nhiên lúc này mới hiểu được khẽ cười một tiếng nếu anh đã biết đưa tôi về nhà lẽ nào lại không biết khi đi ăn thì đàn ông nên bỏ tiền ra sao Lệ xuyên lâm nhìn phục vụ bên cạnh một cái, phục vụ nam cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt rất đồng ý với lời nhiếp nhiên, thậm chí đưa luôn hóa đơn cho anh ta bất lực. Lệ xuyên lâm đành phải bỏ tiền ra trước mặt cô gái này ấy mà, hình như anh ta mãi mãi chỉ có thể nhận phần thua. Hai người đóng gói thức ăn xong liền nối đuôi nhau lên xe nhấp nhiên cười tự thắt dây an toàn cho mình, vỗ vai anh ta, nói thật cảnh sát lệ à, với cái thái độ không tích cực này của anh. Tìm được bạn gái mới lạ đó. Nhất thời, người vốn dĩ đang lặng lẽ khởi động xe ngừng phát đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt chất chứa tâm tư bạn đang đọc truyện tại web chuyên online. Com. Nhiếp nhiên lập tức choáng váng tới câm lặng, sau đó nhỏ tiếng hỏi, đừng nói là anh có bạn gái rồi nhé. Không thể nào, tới chuyện đàn ông phải thanh toán tiền cũng không biết này sao có thể có bạn gái được. Im lặng một hồi, lệ xuyên lâm mới lên tiếng phản bác, không có. Lúc này nhiếp nhiên mới thả lỏng sắc mặt thấy chưa, tôi nói không sai chút nào. Rồi cô lại bổ sung, có điều không sao, bổn cô nương dạy anh mấy chiếu, đảm bảo anh sẽ kiếm được vợ. Để anh hằng đêm được ngủ trong ổ chăn ấm áp, không cần ngày ngày đối mặt với những vụ án phạm tội này. Rõ ràng là một cô gái mà lại nói ra những lời hơi thô tục giống như một người đàn ông. Trong lòng lệ xuyên lâm không khỏi than thở, trên mặt lạnh thêm ba phần, không cần. Nhiếp nhiên tỏ vẻ như anh em tốt, đừng ngại ngùng, anh giúp tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, chỉ ít tối cũng phải trả cho anh gì đó chứ. Lệ xuyên lâm nghiêng đầu qua nhìn cô, nửa ngày mới nói một câu. Cô có thể trả tôi tiền. Lập tức nhiếp nhiên lặng lẽ quay đầu ra ngoài cửa sổ xe. Trường 139, cuộc điện thoại bất ngờ, ngàn cân treo sợi tóc chín. Một tân binh như cô tiền ở đâu ra, lần trước mời Hoác Hoành ăn cơm cũng là để lệ xuyên lâm thanh toán. Bên ngoài xe, đèn đường lấp lánh, không bao lâu sau mưa rơi lất phất dừng ở đây đi chiếc xe chạy như bay còn chưa tới góc phố ngoài tiểu khu nơi nhiếp nhiên sống nhiếp nhiên đã kêu dừng lại lệ xuyên lâm nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài cuối cùng nói xa quá gần sẽ dễ lộ nhiếp nhiên nói rồi tháo dây an toàn chỉ chờ anh ta dừng xe sẽ mở cửa ra lệ xuyên lâm nghĩ ngợi cuối cùng cũng không phản bác tìm một nơi có thể chú mưa để dừng lại xe vẫn chưa dừng hẳn điện thoại của lệ xuân lâm liền vang lên nhưng chuyện này không liên quan tới nhiếp nhiên nhiếp nhiên đẩy cửa xe muốn đi ra ngoài ở phố Nam Lộ. Giọng nói trầm thấp vang lên trong xe. Đột nhiên nhiếp nhiên cảm thấy tay mình bị túm chặt cô không thể không quay đầu lại cho mày nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay mình. Chỉ nghe thấy Lệ Xuyên Lâm nói với người trong điện thoại, chúng tôi chờ anh. Sau khi tắt điện thoại, anh ta quay đầu nói với nhiếp nhiên, phương lượng tới rồi. Nhiếp nhiên thuận thế ngồi xuống, hỏi, giáo quan tới làm gì? Không biết, hai người im lặng ngồi trong xe, cho tới khi một bóng người xuất hiện bên ngoài kính chắn gió. Lệ xuyên lâm lập tức ấn đèn pha cố ý lập lòe mấy lần. Người đó lập tức chạy về phía bọn họ. Cả người anh ta ướt như chuột lột mở cửa xe chui vào, hai người buổi tối ung dung tự tại còn một mình tôi phải ngồi ở cửa chờ cả nửa ngày. Đáng đời, không để thầy ngồi một năm là em thấy mình quá nhân từ rồi. Nhiếp nhiên vẫn còn nhớ chuyện trong điện thoại lần trước lạnh lùng cười một tiếng trong mắt em còn có giáo quan như tôi đây không hả? Phương lượng bị cô làm cho thức tới mức không khỏi nghe răng trợn mắt. Nhiếp nhiên ngẩng đầu nhìn phương lượng trong kính chiếu hậu, con môi hỏi thân là một quân nhân nên trung thành, thân là giáo quan càng nên thành thực đối với học viên của mình. Không biết thầy đã được điểm nào rồi? Phương lượng cũng giống như lệ xuyên lâm, xưa nay chưa bao giờ là đối thủ của cô, chỉ có thể ngại ngùng ho lên, khụ khụ khụ. Tôi làm thế không phải là, không phải là do tình thế cấp bách ư ha ha sao thấy không nói là lúc đó thấy buồn tẻ luôn đi nhiếp nhiên lập tức đáp lại một câu chớp mắt trong xe im lặng đi đâu lệ xuyên lâm mở miệng hỏi tìm một nơi xa một chút hẻo lánh một chút ngồi uống rượu phương lượng ngồi ghế sau tự nâng một lon bia trong tay mình lên vậy các anh đi đi tôi về nhà tắm rửa đi ngủ ngày mai còn phải đi làm nhiếp nhiên vốn tưởng phương lượng đặc biệt từ trong doanh trại ra là có việc gì quan trọng ai ngờ là chạy tới tìm lệ xuyên lâm uống rượu. Vừa nãy ở quán ăn, cô chỉ uống rượu mà không ăn gì nên giờ chỉ muốn về nhà lấp đầy bụng đã, không muốn hùa theo hai người người họ. Nhưng Phương Lượng lại trồm lên từ ghế sau, túm lấy vai cô, em trở nên ngoan như vậy từ khi nào thế? Em đây gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm một cục cưng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ. Nhiếp nhiên liếc mắt nói một câu như vậy, chạn họng Phương Lượng rồi rồi, tôi nói không lại em, dù sao em cũng không đi được đâu, tối nay em là nhân vật chính. Phương lượng giơ tay xin hàng nói nhân vật chính ư, nhiếp nhiên nghĩ một lúc sau đó nói, hôm nay không phải sinh nhật em. Em đừng có mơ nữa, sinh nhật em mà tôi phải đích thân qua chung vui với em sao? Phương lượng hừ một tiếng, ngay sau đó khí thể giảm xuống mấy phần, nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày tân binh chính thức gia nhập quân đội. Thì ra là vậy, nhiếp nhiên khẽ nhướng mày, rồi sao? Không phải em chỉ đi làm nhiệm vụ sao? Đây là trình tự thông thường, thân là giáo quan của em, tôi tới để an ủi em đấy." Phương Lượng nhìn cô không có phản ứng gì đặc biệt lớn thì cười chỉ vào lon bia trong tay mình, "Ồ, còn gì nữa?" Nhiếp Nhiên tiếp tục hỏi. Phương Lượng hơi do dự một lúc, lắc đầu, "Thế thôi." "Thế thôi ư? Ừ, sao có thể, chỉ là một tân binh quèn mà cần Phương Lượng đặc biệt từ quân doanh đi xe 3 giờ đồng hồ? Lại ngồi chờ ở cửa nhà mình lâu như vậy sao?" nhưng cuối cùng nhiếp nhiên vẫn ngồi yên ở ghế phụ không tiếp tục nói nữa lệ xuyên lâm nhìn sang rồi khởi động lại xe đi tới vùng ngoại thành sau khi đi gần một tiếng đồng hồ xe dừng lại ở một vùng ngoại thành hẻo lánh sát đường quốc lộ nhiếp nhiên ngồi trên mui xe bên cạnh là túi thức ăn vừa mua một miếng thức ăn một hớp rượu thật thoải mái lệ xuyên lâm và phương lượng dựa vào hai bên mui xe trong tay cầm lon bia đón lấy mưa nhỏ dày đặc dưới ánh đèn đường một người nghiêm nghị một người phóng khoáng nhìn giống như một phong cảnh đẹp đẽ lần này tiến độ của các cậu thế nào phương lượng uống hai hớp bia hỏi một câu đã lấy được sổ sách chi tiết rồi lệ xuyên lâm trả lời ngắn gọn phương lượng vừa nghe lập tức hào hứng thật sao vậy nhiệm vụ của nhiếp nhiên coi như hoàn thành rồi sao còn phải chờ dịch dữ liệu xác định xong mới được vậy thật sự quá tốt rồi nhìn bộ dạng vui mừng kia của phương lượng như thể người hoàn thành nhiệm vụ chính là anh ta vậy nhiếp nhiên nhìn thấy hết nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói, lấy được dữ liệu thôi mà, thấy vui như vậy làm gì? Nếu là giả thì coi như vô dụng. Vậy sao được nhanh nhất hai ngày là cậu dịch được rồi chứ? Bị nhiếp nhiên cố ý kích động, quả nhiên phương lượng vội vàng hoàng hốt thúc dục lệ xuyên lâm. Nhiếp nhiên nhìn anh ta đầy thâm ý, sao thầy còn nóng ruột hơn em vậy? Phương lượng bị cô nhắc nhở như vậy, phát hiện quả thật mình đã hơi quá kích động lúc này. Tới cả lệ xuyên lâm cũng đang nhìn anh ta ánh mắt phương lượng lóe lên anh ta vội vàng chữa cháy ý của thầy là như thế sẽ làm chậm trễ việc vào quân đội của em trong lúc nhất thời không khí giữa ba người dần trở nên nặng nề nhưng sự nặng nề kéo dài không được bao lâu điện thoại trong túi áo nhiếp nhiên chợt rung lên cái điện thoại này là của chủ nhân cũ của cơ thể này từ lúc cô bắt đầu nhiệm vụ thì đã nhận lại đồ đạc cá nhân của mình cô vẫn luôn mang theo bên mình nhưng chưa bao giờ thấy nó đổ chuông không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên rung lên như vậy chương 140, bị xóa tên. Nhược điểm chí mạng của họa quành. Nhiếp nhiên ngồi xếp bằng trên xe, nhìn trên màn hình điện thoại lóe lên chữ ba rất lớn. Nhiếp thành thắng ư, sao ông ta lại gọi điện tới chứ? Thật là kỳ quái, cô đi làm nhiệm vụ cũng đã mấy tháng rồi. Hiện tại không phải Tết cũng chẳng phải ngày lễ gì tự dưng ông ta gọi điện thoại đến làm gì cô nhấn nút nhận cuộc gọi thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy một chàng âm thanh nổi giận cực kỳ vang dội truyền ra từ điện thoại mày làm cái gì thế hả sao lại bị trục xuất khỏi quân ngũ đến ba tháng huấn luyện dành cho tân binh mà mày còn không vượt qua nổi thì mày có thể làm nên trò chống gì trục xuất nhiếp nhiên lập tức liếc nhìn sang phương lượng ngồi bên cạnh cũng bởi giọng nói tức giận trong điện thoại kia vô cùng vang dội nên dù ngồi cách điện thoại một đoạn cũng vẫn có thể nghe rõ không sót dù chỉ một chữ cho nên Phương Lượng cũng đã nghe thấy câu nói kia anh ta chỉ hận không thể tự vả cho bản thân mình một cái cho ngất đi. Anh ta ngàn tính vạn tính nhưng lại quên mất vụ này. Bị trục xuất quân đội thì đương nhiên là phải thông báo cho cha mẹ rồi. Mày giả cơm giả điếc với tao à? Mọi người đều được gia nhập quân ngũ hết cả, chỉ riêng một mình mày bị trục xuất. Lý do lại là vì mày đánh nhau với đồng đội. Mày vào quân đội, không học được cái gì hay ho, thế mà gan lại to ra không ít đấy dám đánh nhau ở trong quân ngũ sao mày không đánh nhau với sĩ quan huấn luyện luôn đi giọng nói tức giận không ngừng vang lên truyền qua điện thoại nhiếp nhiên nghe ông ta nói vậy thì chỉ cười lạnh rồi nhìn phương lượng thật ra con cũng rất muốn nhưng chỉ sợ giáo quan không chịu thôi cô mỉm cười nhưng trong mắt lại như mang theo bảng giá khiến phương lượng không nhịn được mà phải quay sang hướng khác xong rồi xong rồi dựa vào ánh mắt vừa rồi của nhiếp nhiên thì xem chừng lát nữa anh ta sẽ là người tiếp theo bị lột ra ở bên kia điện thoại nhiếp thành thắng thầy cô chẳng hề mày may nhận sai thì càng tức giận hơn mày đang nói hưu nói vượn gì vậy hả tao ra lệnh cho mày trong một tuần phải về nhà ngay cho tao tạm thời không thể quay về nhiếp nhiên thành thực báo cho ông ta trong khi làm nhiệm vụ cô tuyệt đối không tự tiện hành động đây là mệnh lệnh nhiệm vụ tuy rằng cô cũng chưa bao giờ thực hiện nghiêm túc quy định này cả nhiếp nhiên không phải là tao đang thương lượng với mày tao đang ra lệnh cho mày đó mày có nghe thấy không hả nhiếp nhiên mày âm thanh tranh cãi ầm ý phía đầu kia điện thoại khiến nhiếp nhiên cảm thấy phiền lòng cô trực tiếp tắt máy luôn hành động rõ ràng trôi chảy kia khiến hai người bên cạnh không khỏi nhìn cô thêm một cái phương lượng thậm chí còn nhìn kỹ thêm chút nữa anh ta cắn răng, quyết định thôi thì để mưa rền gió giữ mãnh liệt hơn nữa đi. Nhưng không ngờ rằng anh ta chỉ thấy nhiếp nhiên nhảy từ môi xe xuống một cách rất dễ dàng rồi cô xoay người và đi về hướng ngược lại. Lệ xuyên lâm thấy cô đi về phía ngược lại thì nhanh chóng chặn cô lại hỏi cô muốn đi đâu. Đi về ngủ, cô thản nhiên trả lời. Phương lượng người đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước thấy cô không thèm quay đầu lại nhìn, thậm chí còn không thèm ân cần thăm hỏi anh ta thì lập tức đi qua kéo cô dừng lại em. Không muốn hỏi tôi điều gì sao?" Nhiếp Nhiên dừng bước, vô cùng bình tĩnh nói, "Hỏi cái gì? Không phải ba em đã nói cho em biết rồi sao?" "Không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là là diệt vong trong im lặng trong đầu Phương Lượng đột nhiên nghĩ tới những lời này. Lúc trước Nhiếp Nhiên bùng nổ như vậy, liệu có phải là hiện tại cô ấy bắt đầu diệt vong hay không? "Không phải tôi không muốn nói cho em biết." Phương Lượng không nỡ để cô phải chìm trong cảm giác chờ đợi mòn mỏi này, nói không chừng giải thích còn có hy vọng làm giáo quan mà phải sợ sệt như anh ta thế này có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử nhưng thấy có cái bất lực của thầy em hiểu nhiếp nhiên lập tức tiếp lời của anh ta thậm chí cô còn vô cùng chi kỷ mà nói cho anh ta biết rằng cô hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta nhưng càng như vậy thì phương lượng lại càng không ngừng đấu tranh trong lòng gương mặt cô vẫn không hề có chút gợn sóng kinh hoàng nào giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy chương 141 bị xóa tên. Nhược điểm trí mạng của hoặc không ảnh. Em đi đây, nhiếp nhiên đút hai tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước. Phương lượng nhìn theo bóng dáng bình tĩnh của cô can chặt răng. Bước nhanh ra phía trước. Anh ta biết nếu anh ta không nói chuyện này ra sớm mà cứ chôn mầm mống này xuống thì trong tương lai về sau, khi nó đã trở thành cây đại thụ trong lòng cô. Lúc đó muốn nhô nó đi hay phá hủy đều sẽ vô cùng gian nan. Hôm nay, thật ra tôi muốn nói với em chuyện này, nhưng vừa rồi tôi nghe Lệ Xuyên Lâm nói nhiệm vụ của em sắp hoàn thành nên tôi mới dẫn chuyện này xuống bằng không với tính tình của em. Tôi chỉ sợ em thực sự sẽ chạy thẳng và đánh nhau với đại đội trường mất. Tính cách của cô bé này không hợp với quân ngũ, nhưng Phương Lượng biết năng lực của cô không tồi. Lúc trước cô chỉ mới là một cô bé vừa mới tốt nghiệp trung học nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có thể so tài với Lý Kiêu, điều đó đủ để thấy năng lực của cô mạnh mẽ tới mức nào hơn nữa từ lúc làm nhiệm vụ lần trước nhìn cô dùng thủ đoạn nhỏ để đùa bỡn một đám người thì có thể nhìn ra được rằng đây là một hạt giống tốt nếu chỉ bởi chuyện xóa tên này mà đánh mất niềm tin vào quân đội thì dựa theo tính cách của cô rất có khả năng cô sẽ lạc lối anh ta thật sự không muốn học trò của mình trở nên như vậy ừm em biết rồi nhiếp nhiên gật đầu nhưng thái độ bình lặng như nước hồ chết ấy lại khiến phương lượng không biết phải làm sao nhiếp nhiên anh ta cúi đầu gọi một tiếng lúc đó em đã nói không sao rồi mà. Rốt cuộc, Nhiếp Nhiên cũng nhìn Phương Lượng, nói một cách thản nhiên, không để ý mấy. Em không tức giận về việc tôi giấu em chuyện này sao? Phương Lượng thấy đáy mắt cô thật sự không có vẻ gì là tức giận, cũng không có cảm xúc bị tổn thương hay thất vọng thì hơi kinh ngạc. Nhiếp Nhiên liếc mắt nhìn anh ta một cái, nếu em nói em tức giận đấy thì thầy định làm thế nào? Tôi không biết anh ta thật sự không biết dù sao thì cũng là làm việc tốt nhưng vẫn bị chửi tới cả tổ tông còn gì. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể để nhấp nhiên chạy tới chỗ đại đội trưởng làm ẩm ý lên được bằng không thì đến lúc đó cô ấy sẽ bị đá khỏi quân đội thật chứ không phải đùa nữa. Em không tức giận cũng không cần phải tức giận khi hoàn thành nhiệm vụ thì em vẫn có thể quang minh chính đại đi vào quân doanh thôi trong cơn mưa phùn, nhiếp nhiên vẫn cứ đứng thẳng tại chỗ, cơn gió cuối thu nhẹ nhàng thổi qua, còn trong đáy mắt cô vẫn là sự bình tĩnh. Trên gương mặt cũng tràn đầy vẻ tự tin phương lượng giật mình sừng sốt trong trước mắt rồi lập tức nở nụ cười, đúng. Đúng thế. Chỉ cần cô có thể nghĩ thông suốt thì hết thảy mọi chuyện đều dễ làm. Nhiếp nhiên em là người có thù tất báo. Nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu đây là mệnh lệnh của cấp trên, thấy cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, em tin rằng thấy nhất định sẽ tranh chấp lâu dài với đại đội trưởng về chuyện này. Đúng là rất lâu, vô cùng lâu, lâu đến nỗi anh ta bị cách chức tạm thời cả một tháng. Cho nên lúc này anh ta mới đi ra ngoài, tìm Nhiếp Nhiên để uống rượu tâm sự. Nhìn bộ dạng trầm mặc không nói của Phương Lượng, Nhiếp Nhiên biết rõ ràng thầy vốn không tin em. Phương Lượng vội vàng giải thích, không phải, thầy chỉ cảm thấy là không công bằng, đúng không? nhiếp nhiên dành trước nói thay anh ta thật không biết anh ta ngốc thật hay giả ngốc nữa bản thân anh ta từng nói thiên chức của quân nhân là phục tùng nếu đã là phục tùng vô điều kiện thì đừng nên nói đến ba chữ không công bằng kia làm gì còn khi nói tới hai chữ công bằng này nhiếp nhiên lại không nhịn được mà cười lạnh trên thế giới này không nên có nhiều công bằng như vậy hai chữ công bằng này chỉ đứng bên phía người thắng cuộc mà thôi đây là lời mà trưởng quan kiếp trước của cô đã nói với cô như vậy chỉ có mạnh mẽ mới xứng với công bằng bởi vì bạn chính là công bằng. Cơn mưa phùn mịt mờ táp vào mặt cô. Trong ánh mắt cô lộ ra tia băng giá lạnh lùng khiến lệ xuyên lâm ở bên cạnh cô cũng thấy không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. chương 142, bị xóa tên. Nhược điểm chí mạng của họa quanh Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ trả lại công bằng cho cô. Lệ Xuyên Lâm tiến lên, nắm tay cổ tay cô. Đúng vậy, sau khi em hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi sẽ tự mình dân em tới chỗ đại đội trường. Đến lúc đó, tôi sẽ cho ông ta đẹp mặt thì thôi. Nhiếp nhiên, người vẫn đang đám chìm trong hồi ức kiếp trước bỗng hồi phục lại tinh thần, vội vàng vất tay không cần thiết, không quan trọng. Em không cần. Cô đâu có để trong lòng mấy cấp bậc tép diêu đó, thư cố để tâm tới lớn hơn nhiều, ví dụ như vị phu nhân thân ái có thể khống chế những người này kia xóa tên ư ấy nói đùa gì thế nhiếp nhiên cô sao lại có thể bị xóa tên dễ dàng như vậy chứ quá coi thường có rồi nhiếp nhiên muốn rút tay về kết quả lại cảm thấy lực trên cánh tay mình mạnh thêm vài phần cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn lệ xuyên lâm thì phát hiện đôi mắt lạnh như băng của anh ta đang nhìn cô mang theo sự cương quyết khó hiểu tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô nhiếp nhiên giật mình sửng sốt trong giây lát rồi rút tay mình ra vòng vo đổi đề tài có thể về được chưa tôi muốn cơm no rượu say rồi ngủ một giấc nói xong cô xoay người đi về hướng khác tôi đưa cô về lệ xuyên lâm ở phía sau hô lên một câu như vậy kết quả bị cô từ chối không được tôi sợ đến lúc đó bị cảnh sát chặn lại vì uống rượu khi lái xe nói không chừng còn phải tới cục cảnh sát qua đêm ấy chứ sau đó cô thật sự không hề quay đầu mà đi thẳng luôn cậu cảm thấy cô ấy có thật sự không quan tâm không thấy bóng dáng nhiếp nhiên xa dần phương lượng vẫn không dám chắc chắn nên phải hỏi người bên cạnh lệ xuyên lâm nhìn theo bóng dáng cô trong mắt có chút cảm xúc không rõ ràng lắm một lúc lâu mới thốt lên ba chữ không quan tâm liên tưởng đến đoạn nói chuyện trong quán rượu vừa xong lệ xuyên lâm cảm thấy cô thật sự không để ý bởi vì cô căn bản không thích quân đội nếu đã không thích thì nói gì đến chuyện để ý hay không chứ mà phương lượng thì chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô không quan tâm mà thôi uống rượu xong hai người quay về thành phố không ngờ trên đường về lại thật sự bị cảnh sát giao thông chặn lại mà nguyên nhân lại là uống rượu khi lái xe lệ xuyên lâm không ngờ mình lại bị lật thuyền trong mương thế này đường đường là đội trưởng đội trọng án mà lại bị một gã cảnh sát giao thông gian dày hơn nữa lại còn bị viết phiếu phạt giam xe nữa chứ phụt xem ra nhiếp nhiên nói quả không sai thấy mặt mũi lệ xuyên lâm tối đen như mực phương lượng không nhịn được mà bật cười nhìn phiếu phạt trong tay, lệ xuyên lâm đứng trong gió thu mà không khỏi muốn xé tỏa cái miệng quạ đen của nhiếp nhiên ra. Còn nhiếp nhiên may mắn đã đón taxi về tới nhà từ sớm. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Hiện giờ cô chỉ cần lặng lặng chờ tin thắng lợi từ chỗ của lệ xuyên lâm là được. Một khi thứ đó được giải mã thành công, tra rõ được ngọn nguồn thì cô có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở lại quân đội. Không biết nếu vị phu nhân kia biết được chuyện này thì liệu có thể thức đến lệch mũi không? ha ha quả thực là rất đáng mong chờ đây. Hơn 10 ngày tiếp theo, nhiếp nhiên luôn đóng vai một vị trợ lý chăm chỉ, một nhân viên tốt một cách hoàn mỹ. Vệ vì thấy cô học rất nhanh, làm việc lại ổn thỏa đâu ra đó, là người có thể dùng được nên bắt đầu giao cho có nhiều việc hơn, bao gồm một số việc quan trọng của công ty. Tì thoảng, cô ta cũng sẽ cho cô tham dự một số cuộc họp làm ăn không có hoác hoành, đương nhiên chủ yếu vẫn là lấy hoác hoành làm trung tâm đọc truyện tại web chuyên online. Com có thể nói, phàm là nơi mà Hoác Hoành tham dự thì nhất định sẽ có bóng dáng nhiếp nhiên, chuyện này dần dần trở thành một quy luật rồi. Cô và Hoác Nhị Thiếu làm sao thế, hai người cãi nhau à? Vào một buổi chiều nọ, vệ vi nhân dịp đang tính toán sổ sách cuối tháng với cô liền đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. mươi 143, bị xóa tên. Nhược điểm chí mạng của hoặc không ảnh nhiếp nhiên lập tức ngẩng đầu lên cãi nhau ư tuần này cô và hoắc hoành mới gặp nhau bốn lần mỗi lần gặp nhau đều là trong các bữa tiệc làm ăn cô yên ổn bên cạnh vệ vi còn chẳng nói với anh ta câu nào lấy đâu ra mà cãi nhau chứ không có đâu vệ vi co mày không có ư trừ lần đầu đi ăn hai người có nói chuyện với nhau ra thì mấy lần gặp gần đây cả hai đều không nói với nhau dù chỉ một câu nhiếp nhiên cạn lời Cô nàng này luôn thích hóng hất chuyện của người khác, ngay cả việc bọn họ gặp nhau có nói chuyện với nhau hay không mà cô ta cũng để ý nữa. Bảo tôi nói chuyện với ngài hoắc trước mặt Lưu Tổng Á. Trừ phi tôi chế công việc của tôi qua tốt rồi. Cô tức giận cầm tài liệu vừa mới chỉnh sửa lại và slide sẽ dùng trong hội nghị ngày mai đầy qua cho vệ vi xem trước. Vệ vi nghĩ ngợi một chút rồi chừng mắt nhìn và cười xấu xa cho nên giờ cô đòi phải cho hai người thế giới riêng chứ gì nhiếp nhiên hoảng sợ nhìn cô ta vệ vi làm sao vậy trong lúc làm việc cán gẫu về chuyện riêng tư thì thôi đi giờ còn bắt đầu chọc ghẹo mình sao có vấn đề không phải trong thời gian làm việc không nói chuyện tư là điều mà chị đã dạy tôi nhiếp nhiên trả lời qua loa một câu cho xong kết quả lại bị vệ vi vỗ một cái vào gáy cô cũng thật biết bắt bí người ta đó không phải là tôi đang ghi nhớ từng câu nói của chị sao sau đó thực sự quán triệt tư tưởng và thực hiện theo còn gì nhiếp nhiên cố tình tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khi nói câu này lại cứ cho người ta có cảm giác như cô đang cười vậy. Miệng càng ngày càng biết nói ngọt, vệ vi cười, trừng mắt với cô, lời phát ra từ nội tâm thì luôn dễ nghe mà, nhiếp nhiên cũng lập tức mỉm cười. Đúng là tinh danh, vệ vi oán trách một câu rồi lại vỗ lên gáy cô, sau đó không cười nữa, nghiêm túc nói tiếp, hãy nhớ là sau này đừng có lạnh nhạt với hoác nhị thiếu nữa. Đợi đến lúc hợp đồng ký xong thì tùy cô muốn giận dỗi với hoắc nhị thiếu thế nào cũng được tôi cũng không có ý kiến gì. Đây mới là trọng điểm. Biết ngay là vệ vi không tự nhiên mà tán gẫu đến đề tài này, quả nhiên là có vấn đề. Không ngờ cô ta không chỉ muốn cô làm đệm giảm sóc xem dáng vẻ kia là còn muốn bảo cô phải thi thầm bên gối với hoắc hoành nữa cơ đấy nhấp nhiên hỏi lại, sắp ký hợp đồng sao? Ừ, hẳn là khoảng cuối tuần này. Nhanh vậy sao? Nhấp nhiên kinh ngạc hôm nay là thứ hai, nói cách khác thì bọn họ sẽ ký hợp đồng trong vài ngày tới. Thể mà còn nhanh sao? Vốn lần trước đã định sẽ ký trong tiệc tối rồi, nhưng do có vụ ám sát kia nên mới bị trì hoãn khoảng hơn một tháng. Vệ vi lật xem bản báo cáo tài vụ vừa được trình lên. Nói mà không ngẩng đầu nhìn. Vậy Lưu Tổng đồng ý với cái giá mà Hoắc Nhị Thiếu đưa ra rồi ư? Chắc là không thể nhận lời dễ dàng như vậy chứ, lúc ấy không phải còn đập bàn đập ghế trong phòng làm việc sao? không đồng ý không được. Hoác nhị thiểu có quy củ riêng của mình, hoặc là không theo, một khi đã theo là không chết không thôi. Lúc nói xong câu cuối cùng này, vệ vi dường như vô tình ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Trong mắt mang theo chút ý tứ sâu xa. Không chết không thôi ư. Vệ vi đang nhắc nhở cô sao? Chị vi, chị nói gì thế, nghe sợ quá đấy như thể nghĩa là sao? Vậy Lưu Tổng sẽ không sao chứ? Nhất nhiên cô ý làm bộ như không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô ta tỏ vẻ sợ hãi hỏi lại đọc chuyện tại web trên online com. Vệ vì khẽ nhíu mày cô ta thấy cô là một cô gái trẻ ngây thơ nên mới có lòng tốt nhắc nhở. Không ngờ là cô lại ngây thơ đến mức thậm chí còn không hiểu ẩn ý trong lời mình nói tức là nếu trước đó Lưu tổng không đồng ý triển khai hợp đồng này với anh ta thì sẽ chẳng có việc gì. Nhưng nếu đã đồng ý rồi vậy thì hợp đồng này chắc chắn phải thực hiện không phải việc buôn bán luôn phải như thế sao? Nhiếp nhiên bày ra vẻ mặt ngây ngô hỏi lại. mươi 144 bị xóa tên. Nhược điểm chí mạng của họa quành. Vệ vi nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy hơi dối rắm Cô gái này ngây thơ như vậy, lúc trước đã dùng tính mạng của mình để cứu cô ta. Ấy vậy mà không ngờ chính cô ta lại là người kéo cô ấy vào vũng nước đục này cô ta nghĩ ngợi một lát cuối cùng cũng quyết định phải tìm cách giúp cô một chút vấn đề là làm ăn ấy mà phải tham khảo giá của nhiều bên nhưng hoác nhị thiếu đâu có quan tâm nguyên tắc đó chỉ cần lưu tổng dám tìm đối tác mới thì hậu quả sẽ nhiếp nhiên rướn người lên tiếp tục hỏi hậu quả sẽ thế nào Vệ vì cố ý nói nhẹ đi vài phần nhưng trong giọng nói cũng không che giấu được mấy phần nghiêm trọng nhị thiếu vốn nổi tiếng là đen ăn đen cô cũng hiểu rồi đó thấy nhiếp nhiên cắn môi run rẩy vệ vi biết mình chỉ có thể nhắc nhở cô đến thế này thôi cô ta vỗ nhẹ lên tay nhiếp nhiên trông cô sợ tới mức nào kia không lẽ cô ở bên cạnh anh ta mà không biết chút nào ư tôi không biết nhiếp nhiên lắc đầu xem ra anh ta có ý muốn bảo vệ cho cô đó cô em ngốc ạ à? mọi người đều có lòng riêng nếu đã muốn nhắc nhở thì dù là xấu hay là tốt cũng không liên quan gì tới mình dù sao bản thân vệ vi vẫn muốn sống tiếp nếu cô ta nói thêm nhiều nữa thì e là hoắc hoành cũng sẽ không buông tha cho cô ta a à, ha ha gương mặt nhiếp nhiên tái nhợt nở nụ cười yếu ớt trên mặt không có chút vui vẻ nào cô nhăn nhó hỏi vậy lưu tổng có tìm đối tác mới không vệ vi khẽ khẽ gật đầu nghe nói là anh trai của hoắc hoành vì thế hoắc hoành đã bắn chết một kẻ gây rối kẻ gây rối ư chẳng lẽ chính là tên cổ đông lần trước ở công ty sao Rốt cuộc anh ta vẫn giết chết người đó cũng đúng thôi, theo như tính tình của anh ta. Kẻ dám lấy súng chĩa vào anh ta như thế là cũng đã tự xác định phải chết rồi. Được rồi, tám nhảm xong rồi thì mau làm việc đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ có mấy tin vỉa hè liên quan tới chuyện này, không chính xác được nếu hoắc nhị thiểu không muốn cho cô biết thì có lẽ là do không muốn để cô phải lo lắng sợ hãi. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Vệ vi ra vẻ thoải mái mà vỗ vai cô. Ừm, tôi đi làm đây cô phải ghi nhớ cho kỹ rằng hôm tới khi gặp nhau cô phải nhiệt tình hơn với anh ta vào w e b t r u i e n o n l i n e c o m cặp đôi yêu nhau nào mà chả vậy đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa nếu thời gian tranh cãi mà kéo dài quá thì sẽ không tốt cho cả hai bên đây là ý kiến của người từng trải như tôi vệ vi cười dịu dàng bộ dạng hiền từ như một người chị tâm giao Nhấp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay về văn phòng của mình. Từ giờ tới cuối tuần chỉ còn vài ngày nữa, cũng không biết bên Lệ Xuyên Lâm đã phân tích ra được tài liệu chưa, nếu cha được ngọn nguồn đợi tới thời điểm bọn họ giao dịch, có thể chặn đứng ngay tại chỗ thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành xong. Ngồi trong văn phòng của mình, Nhiếp Nhiên nghĩ đến việc mình sắp kết thúc nhiệm vụ, không cần ngày nào cũng phải ghi chép tài liệu hội nghị hàng ngày, cũng không cần chuẩn bị slide thương mại nữa thì không khỏi vui vẻ. Mà bên kia, sau khi vệ vi tán gẫu với nhấp nhiên xong, cô ta lập tức đi vào văn phòng của Lưu Trấn. Lưu Trần đang ngồi trên ghế tổng giám đốc hút thuốc, thấy cô ta đi vào thì nghiêm túc hỏi Han, đã nói chuyện với cô ta chưa? Vệ vi liên tục gật đầu, tất cả những điều nên nói thì tôi đều nói hết rồi. Cô ta hẳn sẽ biết nặng nhẹ ra sao? Tuy Lưu Trấn gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm trọng, ừ, nói là được rồi lần giao dịch này rất quan trọng, nếu lỡ chọc giận Hoắc Hoành thì chúng ta đều xong đời. Con người Hoắc Hoành không dính vào thì thôi, nhưng đã dính vào rồi mà còn muốn vứt bỏ, nghĩ tới kết cục cuối cùng đó khiến người ta không rét mà run. Tôi hiểu, tôi tin cô ta cũng hiểu được thôi. Lưu Trấn phất tay ý bảo cô ta đi xuống ông ta đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xa, trong lòng càng thêm nặng nề. chương 145, bị xóa tên. Nhược điểm trị mạng của họa quành. Ban đầu, đối với mấy thứ vốn khiến rất nhiều người đỏ mắt thèm thuồng kia, ông ta vẫn luôn án binh bất động. Nhưng giờ thì lại cấp bách muốn đẩy mấy thứ này cho Hoác Hoành, như vậy ông ta mới có thể bo bo giữ mình được. Nghĩ đến những gì mà Hoác Mân cam đoan với mình lúc trước, cái gì mà chỉ cần 30%, lại còn cam đoạn có thể kéo Hoác Hoành xuống khỏi vị trí kia nữa chứ giờ Lưu Trấn chỉ có thể cười lạnh, chỉ bằng việc hoác hoành dùng một phát súng bắn chết tên thủ hạ từng vào sinh ra từ với cha mình là biết trong xương cốt con người này độc địa tới mức nào. Càng kinh khủng hơn là, anh ta luôn tính toán vô cùng cặn kẽ. So với hoác hoành, hoác mân quả thực chỉ là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi. Tương lai, thiên hạ của hoác gia đương nhiên là của hoác hoành rồi. May mà lúc ấy ông ta đã án binh bất động rất lâu, cũng không làm nhiều chuyện mờ ám, bằng không thì tiền không kiếm được cuối cùng còn chết không toàn thây. Sắc trời không biết vì sao lại trở nên xám xịt từng tảng mây lớn nặng nề bao phủ khiến người ta có cảm giác không thở nổi. Một nơi khác trong thành phố A, không khí trong thư phòng to lớn theo phong cách Trung Quốc cũng đột nhiên thay đổi như sắc trời bên ngoài vậy. Âm u khiến người ta có cảm giác lạnh cả người hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không khí giữa hai người khá căng thẳng con có thể nói cho ta biết vì sao con bắn chết chú Tư không? Hoác Khải Lãng ngồi trong thư phòng, lạnh giọng hỏi. Đối diện là Hoác Hoành đang ngồi trên xe lăn, anh ta chỉ trả lời năm chữ đơn giản, chú ấy phá quy củ. Ánh mắt sáng quắc của Hoác Khải Lãng nhìn sang, quy củ của ai? Quy củ của công ty? Quy củ của công ty? Hoác Khải Lãng hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, vậy công ty là của ai? Hoác Hoành mỉm cười. Đương nhiên là của ba vậy nên vì sao con không hỏi ý kiến của ta mà đã tự tiện bắn chết chú ấy hoác khải lãng lại quay lại vấn đề này sau đó tạm dừng vài giây rồi nặng nề hỏi một câu hay nói cách khác phát súng này của con là để cho ai nhìn hoác hoành hơi ngẩng đầu thản nhiên nói ba lo lắng thừa rồi nếu là công ty của ba con đương nhiên phải tuân theo quy củ của ba phá hủy quy củ bất luận là ai lập tức giết chết lời này của ba con vẫn ghi nhớ trong lòng sắc mặt hoác khải lãng càng trầm xuống lại, nhưng không lập tức mở miệng. Trong căn phòng lại lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông ta mới trầm giọng hỏi, vậy nếu ta là người phá hủy quy củ công ty, thì con cũng lập tức giết chết ta sao? Hoác hoành khẽ cười, công ty là của ba. Đương nhiên quy củ do ba định đoạt. Khi anh ta nói ra những lời này, sự lạnh lùng nơi đáy mắt của Hoác Khải Lãng mới thoáng tan đi, các chú đó đều đã đi theo ta từ thuở Hàn Vi. Giờ con lại giết một người thì những người khác sẽ thấy sao? khi ấy con sẽ khó tránh khỏi bị chỉ trích là được chim quên ná được cá quên nơm làm như vậy thật sự không sáng suốt tuy rằng khiến người khác kinh sợ nhưng dù sao ở trong mắt người khác cũng có thể sẽ sinh ra ý tưởng khác hoác hoành đương nhiên đã sớm biết hoác khải lãng sẽ nói như vậy cho nên anh ta thản nhiên đáp nếu chú tư đã dám bắn chú sáu như vậy nói cách khác là tình cảm anh em đã cạn đối với một người xa lạ con tin các chú hẳn sẽ không có suy nghĩ như vậy một lúc lâu sau, Hoác Khải Lãng mấp máy môi vài cái, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, con ra ngoài đi. Như vậy chắc là ông ta không có ý định truy cứu chuyện này nữa vâng. Hoác hoành mặt không đổi sắc, điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Vừa mới đặt tay lên cánh cửa, anh ta chợt nghe Hoác Khải Lãng ở phía sau nói một câu, a hoành, nhớ kỹ ta chỉ có hai đứa con, đừng làm quá đáng. mươi 146, bị xóa tên nhược điểm trí mạng của họa của Hoành. quá đáng ư? Hoắc Hoành khẽ nhướng mày, hình như anh ta mới là người bị ám sát mà, sao lại nói anh ta là người quá đáng vậy? Trong nụ cười ôn hòa của Hoắc Hoành hiện lên tia châm biếm, nhưng giọng nói của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn kính cẩn nghe theo như cũ con biết. Anh ta vặn tay nắm cửa, đẩy xe lăn ra ngoài giữa hành lang sâu thẳm mà rộng rãi, Hoác Hoành tự đẩy xe lăn, chậm rãi đi về phòng mình, không ngờ ở chỗ khúc anh lại gặp Hoác Mân đang đi tới Hoác Mân nhìn thấy anh ta liền nở nụ cười lạnh. Nghe nói nhị thiếu ra nhà chúng ta đánh chết anh em của ba à? Quả đúng là lòng dạ độc ác. Hoác Hoành ngừng lại, thần sắc bình thường, tôi chỉ làm việc tuân theo quy củ của công ty thôi. Với cái kiểu tuân theo quy tắc này của nhị thiểu, tao nghĩ cây súng này sớm muộn gì cũng hướng về phía tao mà thôi hai tay hoác mân khoanh trước ngực đứng từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt hắn không thèm che giấu sự lạnh lùng và tức giận. Hoác hoành ngẩng đầu, khẽ cười, sao anh cả lại nghĩ như vậy chứ, tôi và anh là anh em ruột, sao người trong nhà lại hại người nhà mình được chứ? Anh em ruột ư, tao và mày chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi. Chú tư của tao là anh em vào sinh ra tử với ba, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, ngay cả tình cảm cỡ này mà mày cũng dám nổ súng thì tao tính là cái gì chứ? Vốn dĩ Hoác Mân muốn thầm mỉm mai chuyện Hoác Hoành là con riêng. Nhưng lại không ngờ sau khi nghe thấy bốn chữ cùng cha khác mẹ, Hoác Hoành chỉ nhếch mép cười quỷ dị, sẽ không đâu, anh cả cứ yên tâm. Khi nhìn thấy nụ cười của Hoác Hoành, không hiểu sao trong lòng Hoác Mân lại hốt hoảng, chỉ bỏ lại một câu tốt nhất là như vậy. Rồi đi thẳng tới thư phòng. Hoác Hoành nhìn về phía cửa thư phòng, nụ cười trên khóe môi lại càng thâm túy. Trong thư phòng. Hoác Mân vừa đóng cửa lại đã không nhịn được mà bước tới trước mặt Hoác Khải Lãng. Câu mày chất vấn, ba, sao lại cứ thể để em trai đi vậy chứ? Hoác Hoành giết chết người anh em của ba hắn mà vẫn bình an vô sự, ung dung đi ra ngoài, ba hắn tức quá nên choáng váng rồi sao? Theo lý thuyết chắc chắn phải dùng gia pháp để xử lý nó mới đúng chứ? Vậy con muốn xử lý nó thế nào? Dùng gia pháp xử trí nó sao? Hoác Khải Lãng ngồi tại chỗ, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia lạnh như băng, a à mấn. Con đừng cho là ta không biết con nghĩ gì, ta chưa già đến mức hồ đồ đâu. Hoác Khải Lãng cao giọng âm lượng không lớn, nhưng từng từ, từng chữ lại giống như mũi dao đâm vào lòng hắn, ánh mắt hắn hơi tránh né, nói, con, con. Bà, bà nói thể là thế nào, con có thể nghĩ gì được chứ? Con nói năng lạnh nhạt với A à Hoành, ta không quan tâm nhưng dám làm những trò mờ ám ảnh hưởng tới công ty ở dưới mắt ta thì ta sẽ không bỏ qua cho con. Lời nói mạnh mẽ, cứng rắn của ông ta nhất thời khiến Hoắc Mân ngẩng phát đầu lên, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hỏi có phải A Hồ đã nói gì với ba không? Hoắc Khải lãng thấy hắn không những không nhận sai mà còn thản nhiên đổ trách nhiệm lên người A Hồ, thì lạnh lùng nhìn hắn. A Hồ, con nghĩ rằng ta chỉ có A Hồ sao? Đúng vậy cả công ty đều do ông ta gây dựng nên bất cứ ai trong công ty cũng có thể trở thành a hồ thứ hai thứ ba thậm chí thứ n ta cho con quản lý công ty không có nghĩa là đã giao toàn bộ quyền trèo lái cho con ngoài cửa sổ từng tảng lớn mây màu xám tụ lại thành những tầng mây nặng nề khiến trong vòng lại tối thêm mấy phần dưới ánh sáng u ám ấy gương mặt hoác khải lãng trở nên lạnh như băng giống như tượng điêu khắc con là con ta nhưng nó cũng vậy tốt nhất là con có thể tự hiểu có ý gì lời này của ông già là đang thiên vị hoắc hoành sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ông già mình quang minh chính đại thừa nhận hoắc hoành là con trai. Chương 147 bị xóa tên. Nhược điểm chí mạng của họa Hoành. Chẳng lẽ ý mà ông già muốn nói là ông già có hai đứa con trai cho dù không còn một đứa cũng không phải vấn đề gì sao? Nghĩ vậy, trong lòng hoắc mân hơi luống cuống không nhịn được mà cao giọng nói ba con mới là con trai trường danh chính ngôn thuận của ba ta chỉ nhìn năng lực ai sinh trước ai sinh sau không quan trọng từ bụng ai chui ra càng không phải là vấn đề lúc này hoác khải lăng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn hoác mân nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch ba nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của đứa con lớn của mình ông ta không muốn tiếp tục nói chuyện nữa sao hắn chẳng thừa hưởng được một chút bình tĩnh nào của ông ta như vậy chứ Hoắc khải lãng bắt đầu phất tay đuổi người, được rồi, ta đã nói quá rõ rồi, đi ra ngoài đi. 73. Hoác Mân còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng lúc này, ánh mắt Hoác Khải Lãng nhìn hắn đột nhiên trở nên sắc bén khiến hắn nhất thời không nói nên lời. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dầu dĩ rời khỏi thư phòng. Trên hành lang, Hoác Mân càng nghĩ càng không hiểu rõ ràng hoắc hoành giết anh em thân thiết của ông già vì sao vẫn có thể bình an vô sự rời khỏi thư phòng trong khi mình lại bị răn dậy như thế thậm chí trong lời nói của ông già lại còn có chút ưu ái cho hoắc hoành đây là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm qua cho dù là vụ tai nạn xe cộ năm đó đi chăng nữa ông già cũng chỉ thản nhiên nói một câu biết rồi sau đó không đề cập tới nữa nhưng hôm nay sao thái độ của ông già lại thay đổi vậy liệu có phải vì mình kích động nhóm các chú cho nên? Ông già mất hứng chăng? A à Mân, con làm sao vậy? Mẹ ruột của Hoác Mân, Liễu phiêu nhiên, ở dưới lầu không thấy động tĩnh gì của hắn nên không nhịn được bèn đi lên lầu 2. Lại thấy Hoác Mân vẫn đứng đó cong mày, sắc mặt khó coi đến dọa người. Lúc này, Hoác Mân mới hoàn hồn rồi lắc đầu, mẹ con không sao. Liễu phiêu nhiên đau lòng, của trách sắc mặt con trắng bệch như thế này rồi còn nói không sao thật sự không có việc gì con còn chút chuyện chưa làm xong ở công ty con đi trước đã hiện giờ hoác mân bị thái độ của ông già làm cho bối rối thật sự không có tâm tình nói chuyện này đó với liễu phiêu nhiên có phải ba nói gì con hay không liễu phiêu nhiên thấy sắc mặt của con trai rất kỳ quái nên hỏi một câu hoác mân gật đầu vâng ở công ty có chút việc nhỏ con không làm tốt nên khiến ba không vui lập tức sắc mặt liễu phiêu nhiên trở nên không vừa ý bà ta nhướng mày nói con biết rõ ba con rất coi trọng công ty sao con có thể làm không tốt chứ ả à mân thằng nhóc hoác hoành kia vừa vào cửa là chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi con ngàn vạn lần đừng khiến mẹ thất vọng đó tay bà ta siết chặt trong mắt lộ ra tia oán hận sâu sắc hoác ngân nhìn vẻ mặt liễu phiêu nhiên thì biết mình đã chạm vào nỗi oán hận trong lòng bà ta suốt mấy năm nay liễu phiêu nhiên sống ra sao khi thấy hoác hoành phải nén giận thế nào hắn đều nhìn thấy cả hoác mân vỗ vai bà ta an ủi, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, con mau xử lý sự tình cho tốt nhất định phải hoàn thành tốt nhất có thể. Liễu phiếu nhiên thúc giục. Vâng, con biết, hoác mân cười, sau đó lai like ô tô rời đi. Đọc truyện tại web trên online. Com. Ta chỉ nhìn năng lực ai sinh trước ai sinh sau cũng không quan trọng từ bụng ai chui ra càng không phải là vấn đề. Amen, tên nhóc hoác hoành kia vừa vào cửa là chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi. Con ngàn vạn lần đừng khiến mẹ thất vọng đó, ta chỉ nhìn năng lực, đừng khiến mẹ thất vọng. Chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi, ta chỉ nhìn năng lực.